Thương Thục Thanh nhìn về phía viên cương, viên cương nhẹ gật đầu xem như đáp ứng, cũng không uống trà, liền đứng dậy rời đi. Trên thực tế viên cương có thói quen, người khác chủ động đưa đồ ăn tới cửa gã sẽ cảnh giác. Một khi đạo ra ăn, gã sẽ không vội đụng vào. Trà cũng vậy, tất nhiên phải đợi một lát nữa mới có thể ăn uống được. Không phải để như Hiếu đạo thử độc, cũng không phải không tin Thương Thục Thanh, mà là vạn nhất có vấn đề gì, hai người đều ngã xuống, đến lúc đó ngay cả người đi ứng đối cũng chẳng có dưới ánh trăng chỉ còn hai người, thương Thục thanh mấy lần muốn nói lại thôi, kỳ thật rất muốn hỏi như hữu đạo muốn đi đâu bế quan tu luyện, có điều cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ nhìn mái tóc đuôi ngựa tùy tiện cột lại của như hữu đạo hỏi, vì sao đạo gia không búi tóc. Như hữu đạo ha ha nói, chưa từng búi, không làm được, cũng lười búi. Thương Thục thanh ừ một tiếng, không nói gì thêm, ngồi thêm một lát rồi rời đi. Đêm đó, viên cương đi vào phòng như hữu đạo, nhắc nhở nhưu hữu đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa vượng nhược nam vào phòng thương triều tông qua đêm, vài đồ dùng hàng ngày cũng dọn tới, hình như đã chính thức ở chung. nhưu hữu đạo mở hai mắt, cười hì hì, làm như đình này đúng là vô sĩ, thật sự đã làm như vậy rồi. chật chật lắc đầu, còn nói, sáng mai chúng ta dậy sớm một chút. hắn không nói rõ dậy sớm làm gì, mãi cho đến sáng sớm hơn sau, viên cương mới biết được hắn muốn làm gì. viên cương hơi không chịu nổi ác thú của vị này, hắn ta mang theo gã đến trận ở của của thương triều tông dường như đã đoán được phượng nhược nam sẽ dậy sớm ra ngoài sớm phượng nhược nam vừa bước nhanh ra vừa đi tới cửa tiểu viện đã bị nghiêu hữu đạo chậm rãi ung dung chặn ở cửa sân ồ nghiêu hữu đạo làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn phượng nhược nam từ trên xuống dưới lại nhìn vào trong viện tử chắp tay trêu tức nói vương phi tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ phượng nhược nam e lệ hiếm có mặt lập tức đỏ như đít khỉ trợn mắt nói mắc mớ gì tới ngươi thương triều tông trong nội viện nghe thấy tiếng bước ra thấy tình hình ở cổng mặt mày xấu hổ, vội vàng xoay người chạy ngay vào trong. Trên thực tế ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo đã quét qua, làm như không thấy, thở dài, hai, ta sợ ngươi lại đánh vương ra chúng ta, cho nên mới canh giữ ở đây. Ý nói cho đối phương biết, chuyện tối qua ngươi chủ động tới đây ta đã biết rồi. Phượng Nhược Nam hận đến nghiến răng nói, tiểu nhân vô sỉ. Ngưu Hữu Đạo nghiêm mặt nói, vương phi, lần này ta cam đoan, tuyệt đối không ai hạ dược. Bị nghẹn họng, Phượng Nhược Nam chụp chuôi kiếm, hận không thể rút kiếm bổ hắn. Xem ra Vương phi có ý kiến với ta, Nưu Hữu Đạo quay người vung tay với Viên Cương, đi thôi, chuyện khâu vết thương cứu chữa ta thấy không cần phải bàn lại nữa. Phượng Nhược Nam trừng mắt, rất muốn chém hắn một vạn đao, cuối cùng cắn răng nói, dừng lại. Cuối cùng nàng vẫn chịu xuống nước, chịu nhận lỗi. Nưu Hữu Đạo cũng hài lòng rời đi, Viên Cương đi theo bên cạnh nhắc nhở một tiếng, ngươi làm như vậy, nàng sẽ chỉ càng ghi hận ngươi. Ghi hận thì ghi hận dựa vào cái gì ta bỏ sức mà vương ra kia hưởng lợi chứ mắng ta nhiều lần như vậy ta cũng phải xả giận không phải sao nghiêu hữu đạo vui vẻ cười nói một câu sau đó lại thầm nói lấp không bằng khai thông còn chẳng bằng làm rõ không có gì cứ ồn ào một chút để nàng biết ta là hạng người gì quen rồi sẽ thấy bình thường thôi thật sự nếu khiến đối phương buồn bực ghi hận trong lòng thì mới phiền phức không lên tiếng cắn mới đau hơn nữa nếu ngay cả nàng cũng không trị được ta không cần phải lăn lộn nữa vào bữa sáng, như hiểu đạo mới phát hiện trên bàn có thêm hai người, Phượng Nhược Nam bắt đầu ăn chung với bên này, còn có cả Bạch Diêu. Kẻ thù gặp mặt chưa đến mức đỏ mắt nhưng ít nhất cũng xấu hổ. Sáng sớm đã trêu Phượng Nhược Nam rồi, giờ Nghiêu Hiếu Đạo đổi đối tượng chọc, nhằm vào thương Triều Tông, vừa mở miệng liền hỏi, vương ra, tối hôm qua không bị đánh chứ. Mọi chuyện quá đột ngột, làm như đình phụt một tiếng bịt miệng lại, thương Thục Thanh buồn cười, khóe miệng bạch Diêu hơi co giật. Phượng Nhược Nam làm như không nghe thấy gì, lấy một miếng bánh cắn mạnh một miếng, không kìm được đá chân Thương Triều Tông một cái dưới bàn. Thương Triều Tông đang còn khó xử thì bên ngoài chợt có người đến báo, vương ra, bên ngoài có một người tự xưng ngụy đa tới, nói là đệ tử Thương Triều Tông, muốn gặp Pháp Sư. Mấy người đều nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo nhíu mày nói thầm, ngụy đa, nhớ lại, trên đời này người có thể biết hắn, lại tên ngụy đa e cũng chỉ có đại đồ đệ của đường mục kia. Hắn có nghe đồ hắn nói về đồ đệ này của đường mục, nghe nói là người cả lâm, tính cách trung hậu, tôn sư trọng đạo. Đối với Ngụy đa này, hắn không có ấn tượng gì, gặp cũng gặp rồi. Lúc vừa tới Thượng Thanh Tông suýt chết dưới tay Đường Tố Tố đã có chạm mặt, sau đó mãi không thấy đâu, chẳng biết chạy đến tìm mình là có ý gì. Không gặp, nói với hắn ta và Thượng Thanh Tông đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không có bất cứ quan hệ nào. Nưu Hữu Đạo trả lời, hắn đã nói như vậy, Thương Triều Tông tự nhiên ra hiệu phía dưới làm theo. Đợi sau khi người thông báo rời đi, Bạch Diêu đột nhiên mở miệng nói: Thượng Thanh Tông xảy ra chút chuyện, ánh mắt mọi người lập tức bị hắn ta hấp dẫn, như Hữu đạo hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lời này rõ ràng là đã biết mà còn cố ý hỏi. Theo suy đoán của hắn hẳn đã diệt môn, chắc ngụy đa này may mắn chạy thoát. Bạch Siêu nói, trước đây không lâu có nhận được tin, Thượng Thanh Tông bố cáo rộng rãi với giới tu hành, liệt kê vài phản đồ khi sư diệt tổ, Tống Thư Nhi Tử Tống Cửu Minh Đình Ý cũng nằm trong số đó. Nói Nhi Tử Tống Thư Mưu Hại Đồng Môn, còn nói tống thư cấu kết với lưu tiên tông đánh lén thượng thanh tông việc này đã gây ra động tĩnh không nhỏ trong giới tu hành thanh danh của tống thư này đã bị bêu xấu có lời đồn thượng thanh tông suýt chút nữa bị diệt môn vào thời khắc mấu chốt đệ tử bị trục xuất khỏi thượng thanh tông triệu hùng ca của yêu ma lĩnh xuất hiện kinh sợ lưu tiên tông rút lui mới giúp thượng thanh tông thoát được một kiếp hiện tại tình hình thượng thanh tông thế nào vẫn chưa rõ tránh được một kiếp thượng thanh tông không bị diệt môn nghiêu hữu đạo sửng suốt một chút Triệu Hùng ca của Yêu Ma Lĩnh Hắn đã từng nghe đồ hắn nhắc tới, gặp phiền phức còn có thể tìm được Triệu Hùng ca che chở, nếu Thượng Thanh Tông không bị diệt môn vậy Ngụy Đa chạy tới tìm hắn làm gì? Phượng Nhược Nam không kìm được hỏi một tiếng, là Triệu Hùng ca xếp thứ 9 trên đan bảng kia sao? Bạch Siêu chậm rãi cắn một miếng bánh, chính hắn, Phượng Nhược Nam hiếu kỳ, Triệu Hùng ca là đệ tử Thượng Thanh Tông sao? Cao thủ như vậy vì sao Thượng Thanh Tông lại trục xuất khỏi sư môn? Bạch Siêu, nghe nói người này vốn có hy vọng kế nhiệm chức trưởng môn thượng thanh tông nhất, có điều về sau yêu đương với ma tông thánh nữ, gây ra chút phiền phức, sư môn khó dung được nên mới bị trục xuất, tình tiết cụ thể không rõ, có đủ loại lời đồn cũng chưa chắc là thật. Nói đến đây, người ra ngoài thông báo lại tới, vương gia, ngụy đa kia nói, không gặp được pháp sư hắn không đi. Bệnh thật, bảo hắn vào đây, như hữu đạo ngoài miệng tức giận, Kỳ thật sau khi biết Thượng Thanh Tông không bị diệt môn cũng muốn xem Thử Ngụy đa này đến tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì. Không bao lâu, bên ngoài đến báo, người đã đưa đến, đang chờ ở bên ngoài. như Hữu đạo ném miếng bánh trên tay trở lại, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, những người khác cũng rời bàn muốn đi xem thử có chuyện gì xảy ra. Ngoài đình viện, một hán tử đứng khoanh tay, dáng người vừa phải, khuôn mặt thuộc loại người thật thà trung hậu, chính là Ngụy đa trên đường nghe ngóng tìm đến đây. Nưu Hữu đạo bước ra, cùng ngụy đa quan sát lẫn nhau hai người đều chỉ gặp một lần sau đó nhiều năm không gặp tương đối mà nói như hữu đạo đã có chút thay đổi chàng thiếu niên trưởng thành chỉ còn một chút dáng vẻ ban đầu còn bề ngoài của ngụy đa thì không thay đổi gì như hữu đạo vừa liếc mắt là đã nhận ra cái tên mình đã gặp năm đó có lẽ không nhầm đâu chương 123, ở đâu chạy ra hàng hàng hai này hai như hữu đạo chống kiếm trên mặt đất lãnh đạm nói tìm ta có chuyện gì xác định là hắn rõ ràng ngụy đa kích động chắp tay cúi người chào nói đệ tử bái bái kiến trưởng môn đệ tử tới tới chậm trưởng môn chịu chịu khổ rồi dứt lời liền quỳ phịch xuống đất đôi mắt đỏ lên dáng vẻ muốn khóc lễ lớn như vậy khiến nghiêu hữu đạo hơi giật mình tình hình gì thế này ngoài đám thương triều tông rõ ràng bạch diêu và phượng nhược nam hơi kinh ngạc nhìn về phía nghiêu hữu đạo trưởng môn trưởng môn nhà nào nghiêu hữu đạo ta nói này vị đại ca ta và Thượng Thanh Tông đã không còn quan hệ gì nữa, người hành lễ lớn như vậy ta không nhận nỗi đâu. Người có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì mau rời đi, ta còn có việc, không có thời gian rông dài với ngươi. Trưởng môn chịu, chịu oan ức rồi, bọn hắn không, không nên, làm như vậy, ta luôn phản, phản đối, bị phạt ngồi nhìn tường sau núi. Không, không biết bọn hắn đối với, trưởng môn như vậy, ngụy đa lắp bắp mãi không xong, như hữu đạo hết nhìn trời lại nhìn đất, nghe người này nói sao mà mệt mỏi thế này chứ những người khác nghe cũng mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn nghe hiểu được lúc này phượng nhược nam và bạch diêu mới biết vốn nghiêu hữu đạo nên là trưởng môn thượng thanh tông bị người ta mưu đoạt trước trưởng môn trên đường còn bị mưu sát cảnh mộ này không khỏi khiến người ta cảm khái được rồi được rồi người nói ta đều hiểu ta tin việc này không liên quan gì đến ngươi có điều ta và thượng thanh tông ân đoạn nghĩa tuyệt cũng không còn quan hệ gì nữa mời người quay trở về đi nghiêu hữu đạo phủi tay ra vẻ đi đi không tiến. Ngụy Đa dường như lo lắng, chúng ta cùng, cùng trở về, chắc chắn ta sẽ đòi lại, đòi lại công đạo cho trưởng môn. Như Hữu đạo tiếp tục phất tay, không cần, hảo ý xin nhận, ngươi về đi. Hắn có bệnh mới trở về, giam lỏng nhiều năm như vậy vất vả mới thoát thân, trở về muốn chết sao? Ngụy Đa, vậy ta ở lại bảo, bảo vệ, trưởng môn, nói đùa cái gì? Như Hữu đạo làm sao có thể lưu một người không hề hiểu rõ bên cạnh chứ? ai mà biết đây có phải tống diễn thanh thứ hai thượng thanh tông phái đến không quát cút ngụy đa lắc đầu không đi như hữu đạo nhíu mày nói nơi này cũng không phải thượng thanh tông không phải nơi cho ngươi dương oai người có tin ta sẽ giết ngươi không ngụy đa lắc đầu đệ tử của đông đông quách sư thúc sẽ không đối xử đối xử với ta như vậy như hữu đạo căn bản không có tình cảm gì với gã ta cũng chẳng định khách khí gì với gã ta có điều lại bị cái tên đông quách hạo nhiên này đè ép trong lòng một chút hắn chợt thiếu kiên nhẫn vẫy tay, người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Mấy thủ vệ chạy tới đuổi ngụy đa vẫn không chịu, kết quả bị khiêng ra ngoài, gã cũng không dám dùng sức phản kháng, trên đường chỉ luôn miệng gọi trưởng môn. Đầu óc có bệnh, như hữu đạo phất tay áo nhanh chân trở về viện tử của mình. Có điều sau đó lại có người đến báo, Pháp Sư, người kia quỳ gối ngoài cửa Sơn Trang, nói ngày nào Pháp Sư còn chưa đồng ý ngày đó hắn sẽ không đứng dậy. Cái thứ ngu ngốc này từ đâu chạy đến vậy? nghiêu hữu đạo vừa bực mình vừa buồn cười nói hắn thích quỳ thì để hắn quỳ đợi khi nào hắn không muốn quỳ nữa thì sẽ tự đi thôi sáng hôm sau cửa phòng vừa mở phát hiện ngoài cửa có một bóng dáng yểu điệu đứng đó bóng dáng yểu điệu quay người cười nói đạo gia chào buổi sáng nghiêu hữu đạo cất bước đi ra ngoài quận chúa sáng sớm chờ ở đây có việc phân phó thương thục thanh nói ngày trước nghe đạo gia nói không biết búi tóc ta thì biết nếu đạo gia không ngại ta nguyện dùng chút sức mọn Nhiêu hữu đạo như cười như không, sao dám để quận chúa búi tóc cho ta. Thương Thục Thanh quay người rời đi, lúc trở lại đã rời một cái ghế đặt dưới mái hiên, ra hiệu mời ngồi. Có câu nói rất hay, không có việc gì mà ân cần không phải lừa đảo cũng là đạo trích. Trong lòng Nhiêu hữu đạo nói thầm, chắc chắn nữ nhân này có chuyện gì nếu không sẽ không vô duyên vô cớ tới búi tóc cho hắn, vừa nghĩ hắn vừa ngồi xuống, muốn xem thử rốt cuộc nữ nhân này muốn làm cho quỷ gì. Thương Triều Tông đi đến sau ghế giúp hắn cởi đuôi ngựa ra cầm lược tới giúp hắn chỉnh lại đầu tóc viên cương lặng lẽ tới gần nhìn chằm chằm khoan hãy nói tay của nữ nhân này cảm giác không tệ cảm giác dịu dàng truyền đến từ mái tóc làm người ta cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái nghiêu hữu đạo nhắm mắt hưởng thụ chờ đoán đối phương có chuyện gì chờ đối phương nói ra đạo ra ngụy đa kia vẫn còn quỳ bên ngoài đấy thương thục thanh nhắc nhở một tiếng nghiêu hữu đạo lạnh nhạt nói thượng thanh tôn muốn giết ta hắn thích quỳ thì cứ để hắn quỳ thương thục thanh lại trầm mặc mãi cho đến khi giúp hắn búi lại tóc mới lại lên tiếng nói nếu đạo gia cần một chỗ yên tĩnh bế quan bên chúng ta có một chỗ tuyệt đối an toàn ít nhất cho đến giờ vẫn chưa từng lộ ra với người ngoài như hữu đạo ồ một tiếng có nơi này sao ở đâu thương thục thanh không dối gạt đạo gia căn cơ của huynh muội chúng ta ở huyện thương lư không phải chỉ có những thứ trước mắt mà còn có một bí cảnh bí cảnh như hữu đạo chậm rãi mở hai mắt ra hỏi bí cảnh như thế nào thương thục thanh căn hệ trọng đại tình hình cụ thể giờ vẫn chưa tiện nói với đạo gia nếu đạo gia bằng lòng đến đó bế quan tu luyện thì đến lúc đó tự nhiên sẽ nhìn thấy nghiêu hữu đạo hơi suy nghĩ một chút nếu như có thể bảo hộ an toàn đi cũng không sao thương thục thanh được lập tức sẽ an bài cho đạo gia có điều phải chờ vài ngày để che giấu một chút nếu không đạo gia đột một biến mất rất dễ khiến tàu tử bọn họ ngoài nghi mấy ngày thì vẫn chờ được nghiêu hữu đạo xem như bằng lòng có điều sau khi hơi trầm mặc một lúc lại hỏi, để cho ta đến bí cảnh kia bế quan tu luyện có phải do cô thuyết phục vương gia và lam tiên sinh không? Thương Thục Thanh sừng sốt một chút, không biết sao hắn có thể đoán ra. Chỗ kia can hệ trọng đại, để như hữu đạo đến đó, thương triều tông cùng lam như đình thực sự là rất do dự, cũng thực sự là do nàng đã cố gắng thuyết phục. Nàng không tiếp tục vấn đề này, hỏi, đạo gia có châm cài tóc không? Nàng búi xong tóc của Ngưu Hữu Đạo mới phát hiện thiếu cây châm để cố định. Thấy nàng né tránh vấn đề kia, Nghiêu hiếu đạo cũng không hỏi nữ, trên thực tế trong lòng biết rõ, để mình đến bí cảnh gì đó bế quan ít nhiều là lo hắn một đi không trở lại, mấu chốt không phải là hắn có trở lại hay không, có thiên ngọc môn ủng hộ, tác dụng của hắn yếu đi rất nhiều. Mấu chốt là lúc trước đã thổ lộ với hắn kế hoạch trọng đại, cộng thêm hắn biết chân tướng của 10 vạn nha tướng, một khi để lộ tin tức, bên này sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như ác độc một chút e là đã giết hắn diệt khẩu. Nhưng thương triều tông muốn im lặng không tiếng động giết hắn không dễ dàng như vậy, muốn mượn tu sĩ bên Phượng Nhược Nam xuống tay với hắn cũng khó vì không thể nào giải thích với Phượng Nhược Nam và Thiên Ngọc Môn kia. Không phải nói nghiêu hữu đạo hắn rất có tác dụng trong việc tìm 10 vạn nha tướng sao. Động thủ không có lý do chính đáng chắc chắn Thiên Ngọc Môn sẽ hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Ta chưa bao giờ dùng châm gài tóc lấy đâu ra châm gài tóc. Nghiêu hữu đạo cười cười, thương thục thanh do dự một chút, đưa tay rút một cây tương đối trung tính trên búi tóc của mình, cắm vào trên búi tóc của Nghiêu hữu đạo. Lúc không ra ngoài, nàng không mang nón lá mạng che mặt, chỉ mang một chiếc khăn lụa che nửa mặt. Quan sát búi tóc chỉnh tề không rối loạn, thương thục thanh cười hỏi, đạo gia cảm thấy như thế nào? Tấm gương, như hữu đạo vẫy tay, viên cương nhanh chóng cầm gương đồng tới, như hữu đạo cầm gương đồng soi soi, hỏi viên cương cảm thấy thế nào? Viên cương, không tệ, trông có tinh thần hơn rất nhiều. Đưa gương đồng lại cho gã, như hữu đạo đứng dậy quay người, sờ búi tóc cười nói, quận chúa tự tay làm, ta đúng là không nỡ tháo ra, mươi 124, cửa hàng văn phòng tứ bảo. Thương Thục Thanh hé miệng cười một tiếng, không sao, nếu đạo gia không chê, về sau việc này cứ để ta làm thay. Như hữu đạo khoát tay sao có thể sai sử quận chúa người ta như nha hoàn được. Huyện Thành Thương Lư, sau một trận phong ba thanh tẩy đã nhanh chóng bình phục, vài nhà vui vẻ vài nhà sầu tự ai nấy biết, dân đen không cách nào chống lại đại thế, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi. Đầu đường có một cửa hàng văn phòng tứ bảo tên tĩnh Mạc Hiên, đây chính là cửa hàng văn phòng tốt nhất huyện thành, bút mực giấy nghiên trong cửa hàng đều có đẳng cấp tốt nhất huyện thành. Tĩnh Mạc Hiên trông có vẻ vẫn kinh doanh như bình thường. Quầy đã được thay người quản lý, nguyên trưởng quỹ chịu ảnh hưởng của trận phong ba gần đây nên nói là phải đi tránh đầu sóng ngọn gió. Đây không phải ngoại lệ, không ít ông chủ cửa hàng thấy vài cửa hàng bị tịch biên dường như đều giữ thái độ quan sát, trốn tránh quan sát. Trưởng quỹ mới một thân áo tím, dáng người gầy gò cầm phất trần lông gà phủi bụi trên đồ đạc, cẩn thận nghiêm túc. Ngoài đường có ba người đi dạo đến ngoài tĩnh Mạc Hiên, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lặng lẽ để ý xung quanh một chút rồi lần lượt tiến vào cửa hàng. Ba vị khách quan cần chọn, trưởng quỹ nghe tiếng quay người lại mới vừa chào hỏi một câu, lời còn chưa nói hết, sau khi nhìn thấy người cầm đầu trong ba người liền sửng sốt. hắn tử cầm đầu dáng người khôi ngô đang đánh giá bảy biện trong cửa hàng, chậm rãi đến gần bên trưởng quỹ mới. Giọng trưởng quỹ mới âm trầm nói, Lưu Huynh, sao ngươi lại tới đây? Hán tử kia cũng thấp giọng nói, Lục Thánh Trung, Vương Hoành bảo ngươi đến để báo thù cho diễn thanh thiếu gia, ngươi thì hay rồi, chạy đến đây bán bút mực giấy nhiên, giả vờ phong nhã cái gì chứ. Như lời gã ta nói, trưởng quỹ mới này không phải ai khác, chính là Lục Thánh Trung phụng mệnh Vương Hoành tới lấy thủ cấp nghiêu hữu đạo. Còn hán tử kia cũng không phải ai khác, lưu tử ngư đệ tử lưu tiên tông, nhi tử quản gia lưu lộc của Tống gia phủ đình úy kinh thành, cũng đến theo lời của Tống gia. Mặc dù cả hai người không phải rất thân quen, nhưng vì Tống Gia và Vương Gia quan hệ thông gia, hai nhà có lui tới, cho nên hai người cũng có gặp mặt, dĩ nhiên là quen biết, cũng biết lai lịch của đối phương. Người mới giả vờ phong nhã, trong lòng Lục Thánh Trung thầm oán một câu, một gia nô thôi mà, chạy đến đây hất hàm sai khiến mà không ngại à. Mấy câu không dễ nghe chỉ dám để trong bụng, ngoài mặt vẫn khách khí nói, đây không phải chỗ để nói chuyện, đến hậu đường đi. Mắt nhìn động tĩnh bên ngoài, thả trổi lông gà, quay người đi vào trong, xóc tấm rèm lên bước vào ba người lưu tử ngư đi theo sau vừa vào hậu đường lục thánh trung một lần nữa hỏi sao ngươi lại tới đây lưu tử ngư lạnh nhạt nói còn phải nói nữa sao sợ một mình ngươi không làm nỗi nên bảo ta tới tọa trấn theo sát trong nhà rất coi trọng chuyện này ngươi thì hay rồi vô cùng thành thơi có phải định vì tiện lừa gạt một chút quay về báo cáo không lục thánh trung cười khổ nói ta nói này lưu huynh ngươi đã tới rồi tình hình huyện thương lư này như thế nào ngươi còn không biết sao Bên cạnh nghiêu hiếu đạo nhiều cao thủ như vậy, có thể ra tay dễ dàng lắm à? Ta đây không phải đang tìm cơ hội sao? Lưu tử ngư hừ lạnh, người bất làm bộ đi, gạt ai đấy? Ta theo dõi người không phải một hai ngày, người trốn trong cửa hàng này không ra khỏi cửa lấy một bước, cũng không ra ngoài tìm hiểu tin tức, thế này có thể tìm kiếm được cơ hội hạ thủ sao? Lục Thánh Trung thở dài, bây giờ bên này đã nằm trong sự khống chế của Thương Triều Tông, có trời mới biết có bố trí chạm gác ngầm không, đi xung quanh tìm hiểu tin tức để người ta chú ý mới là đi tìm chết, cho dù tìm được chút thì đã thế nào. Bạch Siêu ở ngay cạnh Nghiêu hữu Đạo, người ta có thể trực tiếp ra tay sao? Cho nên chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức. Lưu Tử Ngư nhíu mày nói, trốn ở trong cái cửa hàng văn phòng tứ bảo này gọi là dùng trí sao? Lục Thánh Trung lắc đầu, dường như có chút bất đắc dĩ. Lưu Huynh, người đã nhìn chằm chằm ta không chỉ một hai ngày, chắc hẳn cũng biết một chút tình huống, ta hỏi ngươi, Tĩnh Mạc Hiên này của ta cấp bậc so với các cửa hàng khác trong huyện Thương Lư này như thế nào?" Lưu Tử Ngư nhíu mày, "Cũng được coi là tốt nhất, cái này liên quan gì tới việc dùng trí của ngươi?" Lục Thánh trung giang hai tay, "Ngươi nghĩ xem, Thương Triều tông nhiều người như vậy không thể không dùng tới bút mực giấy nghiên. Trên mảnh đất này, cấp bậc như đám Thương Triều tông kia, đồ dùng thư phòng dĩ nhiên sẽ không tệ, muốn mua thì tất nhiên sẽ chọn đến Tĩnh Mạc Hiên đầu tiên, đây chính là cơ hội tiếp xúc, cũng không dễ dàng khiến người ta hoài nghi nhất." bên này vừa nói xong câu này một người canh giữ bên ngoài vén rèm vải lên quan sát rồi suyệt một tiếng ra hiệu im lặng ngay sau đó bên ngoài liền có tiếng người trách móc có trưởng quỹ ở đây không lục thánh trung ra hiệu lưu tử ngư chờ một chút còn mình bước nhanh đến vén rèm lên nhìn thấy một tráng hán bên ngoài thì hơi sửng sốt một chút người khác không biết nhưng hắn ta thì biết đây là trang phục anh dương vũ liệt vệ huống hồ bên hông đối phương còn mang theo bội đao hắn ta lập tức tươi cười tiếp đón khách quan cần chọn gì Người tới hỏi thăm một chút giá tiền bút mực giấy nghiên, sau đó chọn một ít, trả tiền rồi bảo đóng gói. Lục Thánh Trung cũng không nhiều lời, có điều lúc đóng gói thì thì để bút viết vài chữ lên một tấm gỗ, sau đó bỏ cùng vào đóng gói. Khách tới thấy thế, Hiếu Kỳ hỏi, trưởng quỹ, người viết gì bỏ vào trong đấy? Lục Thánh Trung ha ha nói, cửa hàng văn phòng tứ bảo mà, bán hàng là một nhã thú, tùy tiện làm một bài thơ để vào, khách quan có nhã hứng thì lần sau sẽ lại đến nữa đóng gói đồ xong hắn ta đặt trước mặt đối phương khách tới ha ha nói người đọc sách các người chú trọng thật lắc đầu cầm đồ đi tiễn khách tới cửa nhìn quanh ngoài đường một chút lục thánh trung nhanh chóng quay về hậu đường bắt gặp lưu tử ngư đang dình coi sau rèm lưu tử ngư quay người theo nói người của anh dương vũ liệt vệ đúng là vừa nói đến là đến xem ra phán đoán của ta không sai lục thánh trung hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay nghe nói thương thuộc thanh là người tinh thông cầm kỳ thư họa ta đặt một bài thơ vào trong, người anh Dương, Vũ Liệt Vệ mang về, tất nhiên sẽ chuyển đến tai nàng hấp dẫn sự chú ý của nàng ta. Đây chính là cơ hội tiếp xúc từ từ, sau này sẽ tùy thời làm việc. Dù là hấp dẫn người nào trong đó lui tới với ta cũng được. Thơ hay, Lưu Tử Ngư đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới. Ngươi biết làm thơ sao? Ngươi xác định ngươi viết một bài thơ có thể hấp dẫn hứng thú của bọn hắn với ngươi. Lục Thánh Trung cười ha ha, đi đến bên tiểu án bên trong, mài mực nhẹ, nâng bút chấm mực vù vù viết một bài thơ lên trang giấy gác bút cầm tờ giấy quay người đưa sang lưu huynh dám thưởng một chút xem bài thơ này như thế nào lưu tử ngư đầy mặt hồ nghi nhận lấy rồi xem thử lầm bầm đọc từng trải biển xanh e gì nước chẳng phải mây trừ ở vu san lần chọn bụi hoa lười ngoái lại nửa do tu đạo nửa duyên nàng sau khi đọc qua liền chật chật gật đầu ánh mắt nhìn đối phương hơi kinh ngạc thơ hay quả nhiên là thơ hay không ngờ lục huynh còn có tài năng này rõ ràng thần thái đã có thêm chút kính nể. Lục Thánh Trung khoát tay, chê cười rồi, thực ra đây không phải là thơ của ta, là thơ tống diễn thanh thiếu gia của ngươi tặng cho ta, mượn dùng một chút thôi. Nói đến chuyện này hắn ta hơi cảm khái, ở Kinh Thành có nghe tống diễn thanh có tài thi từ, lần nọ lúc tống diễn thanh đến vương ra bái kiến nhạc phụ vương hoành, hắn ta lấy lòng một câu, kết quả tống diễn thanh thực sự viết tặng cho hắn ta, hơn nữa còn một hơi viết liền hai bài. Hắn ta vốn khinh thường nhưng sau khi đọc thì rất ngạc nhiên thật sự đều là thơ hay, diễn thanh thiếu ra làm thơ, vẻ mặt lưu tử ngư run rẩy trong bụng tống diễn thanh có những gì gã ta rất rõ, làm thơ. Nói đùa cái gì, cúi đầu nhìn bài thơ trong tay, trong lòng thầm nghĩ, không biết là tìm ai làm thay đây nữa. chương 125, thơ hay, thơ hay. Ở mức độ nào đó mà nói, gã ta đã nhìn tống diễn thanh lớn lên. Từ nhỏ tống diễn thanh không thích đọc sách, vừa hay lại tu hành ở Thượng Thanh Tông. Tống gia ép đọc sách thì Tống Diễn Thanh lập tức tránh lên Thượng Thanh Tông, cho nên nội tình Tống Diễn Thanh thế nào dĩ nhiên gã ta biết rõ. Với bối cảnh của Tống gia muốn tìm người làm thay mấy bài thơ từ cũng không phải việc khó gì. Gã vừa nhìn bài thơ trong tay liền khẳng định không phải Tống Diễn Thanh viết, có điều người đã chết rồi, không cần thiết phải nói thêm gì, càng không cần phải rèm pha trước mặt người ngoài. Có điều nói đi thì phải nói lại, mặc kệ thơ hay không thơ, gã ta cũng phục lục thánh chung này, Thế mà hắn ta có thể nghĩ ra cách xuống tay từ đồ dùng thư phòng này. Lúc đầu gã ta còn cảm thấy đối phương đang lừa người, giờ nghĩ lại không phải là vậy sao? Thương Triều Tông nhiều người như vậy chắc chắn không thể cô dùng bút mực giấy nghiêm bởi vậy hạ thủ ở góc độ này không đáng chú ý cũng không dễ hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất, có thể nói là cực kỳ xảo trá và không phải cuối cùng người ta đã chờ được rồi sao? Mượn dùng một bài thơ của Tống Diễn Thanh, trả thù cô hắn cũng coi như nhân quả hữu báo, hy vọng Tống Diễn Thanh trên trời có linh phù hộ lục thánh trung buông tiếng thở dài lại nói với lưu tử ngư việc này không thể nóng vội có cao thủ thiên ngọc môn ở bên cũng không thể nào gấp được vẫn mong lưu huynh kiên nhẫn thêm lưu tử ngư gật đầu được tất thảy làm theo mưu đồ của lục huynh sở dĩ thái độ thay đổi dĩ nhiên là vì thấy được năng lực của lục thánh trung vừa rồi người đến mua sắm bên ngoài đã thật sự chứng minh biện pháp của lục thánh trung thật sự không tệ lục thánh trung cảm ơn gã ta thông cảm lại hỏi không biết lưu huynh lần này tới bao nhiêu người cũng tiện để khi ta có mưu đồ trong lòng nắm chắc hơn. Lưu Tử Ngư còn có một vị sư huynh và sư tỷ đều là tu sĩ kim đan ký, đến lúc nên lộ diện dĩ nhiên sẽ lộ diện. Lục Thánh Trung âm thầm thổn thức, có quyền thế thật tốt. Chỉ để báo thù cho một tôn bối bất tài của Tống Gia mà Lưu Tiên Tông có thể xuất động hai tu sĩ kim đan. Trong sơn trang, dưới một gốc cây cổ thụ cứng cáp ánh nắng ấm áp, như hiếu đạo một tay chống kiếm đứng đó, trong thần thái lộ ra sự lười biếng, là lười biếng, không phải lười nhác, nó khác biệt về mặt tinh thần, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn mọi người đang bận rộn. Viên cương đang sai chúng tăng Nam Sơn tự sới một vùng đất hoang cải tạo thành vườn rau, đang dạy chúng tăng Nam Sơn tự trồng rau. Chúng tăng Nam Sơn tự biết trồng rau, nhưng rõ ràng, khái niệm trồng rau của viên cương tân tiến hơn, như hữu đạo có chút hoài nghi không phải một ngày nào đó viên cương sẽ làm ra một trang trại rau quả đấy chứ. Trên đường, như hữu đạo bảo viên cương thu thập vài thứ gia vị nấu nướng nhưng viên cương lại tiện thể góp nhặt không ít hạt giống rau quả, còn cho người kiếm về một ít ở huyện thành thương lư. Người khác không biết, Nghiêu Hiếu Đạo lại biết rõ thói xấu của Viên Cương, đó chính là đi đến đâu cũng thích trồng rau. Viên Cương không thích mấy thứ khoanh chân ngồi tính tỏa tu luyện, gã thích làm những chuyện gì có ý nghĩa, thí dụ như trồng rau, chỉ ít trồng rau theo Viên Cương vẫn có ý nghĩa hơn ngồi xuống tu luyện. So sánh giá trị cao thấp giữa hai bên Nghiêu Hữu Đạo không cách nào lý luận với gã, ai cũng có cách nhìn và quan niệm riêng, hắn không cách nào ép Viên Cương làm chuyện gã không thích. Đương nhiên, trồng rau cũng không phải tật xấu gì như hữu đạo cũng biết trước kia viên cương từng quen sống cuộc sống tập thể chính quần thể viên cương từng sống đã tạo gã thói quen này có điều trồng rau cần có thời gian hạt giống gieo xuống dù sao cũng cần có một chu kỳ sinh trưởng biết rõ hắn sắp rời đi sắp bế quan tu luyện viên cương còn mang chúng tăng nam sơn tự đi trồng đồ ăn như hữu đạo âm thầm một tiếng thở dài rõ ràng viên cương cho rằng còn sẽ quay về ít nhất từ góc độ nào đó có thể chứng minh trong tiềm thức của viên cương không muốn rời khỏi nơi này, điều này khiến hắn hơi ất đắc dĩ. Có vài người có những suy nghĩ về một vài việc như hữu đạo cảm thấy không cách nào nói lý được. Không biết là vấn đề của mình hay vấn đề của người khác. Chẳng hạn như chúng hòa thượng Nam Sơn tự trước mặt, rõ ràng chuyện hắc đạo từng làm không ít, thường ngày vẫn sống như ở trong chùa, sáng dậy sớm, tối chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ không nghỉ ngơi mà ngồi gõ mõ niệm kinh gì đó, vẫn kiên trì với cuộc sống tối đến đánh trống sáng dậy gõ chuông, không biết là vì viên phương sống lâu trong môi trường đó thành quen hay không, trong lòng mỗi người bọn họ đều ghi nhớ phải chấn hưng nam sơn tự, nó như là tín ngưỡng của mỗi người. Một bên thì giết người phóng hỏa, một bên lại không chịu ăn thịt. Điều này khiến Nghiêu Hữu Đạo cảm thấy không thể tưởng tượng được, hóa nó bệnh thật, một con gấu yêu mà tâm tâm niệm niệm hầu hạ Phật tổ, thường xuyên mở miệng ảo tưởng xây dựng một nam sơn tự rất phong quang, muốn làm bức tượng vàng Phật tổ. Một con yêu gấu mà có thể lôi kéo cả đám thần tượng không ngừng truyền bá, không được quên Phật tổ, hoàn toàn điên đảo rồi, đây không phải có bệnh thì là gì. Cả đường dài bôn ba, giờ vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, mọi người vừa dừng lại thì hình như tật xấu của mọi người đều lộ hết ra, cái tên cả lăm quỷ gối mấy ngày bên ngoài càng khiến người ta phiền lòng. Cửa sổ mở rộng ra, cửa cũng mở rộng để chứng minh cô nam quả nữ trong phòng quang minh lỗi lạc, không làm việc gì không thể lộ ra ngoài. Bàn trang điểm đối diện cửa sổ, Ngưu Hữu Đạo ngồi nhìn Thương thuộc Thanh búi tóc cho mình trong gương. Sau khi có lần thứ nhất, sau đó mỗi ngày nữ nhân này đều sáng sớm xuất hiện đúng giờ trước cửa phòng hắn, suýt chút nữa làm Ngưu Hữu Đạo hiểu lầm Đường Đường quận chúa lại thích cuộc sống của nha hoàn. Sau mấy ngày liên tiếp, chính Ngưu Hữu Đạo cũng thấy quen, suýt chút nữa thì quen rằng bên cạnh có một nha hoàn phục vụ. Thậm chí hắn hơi nghi ngờ có phải nữ nhân này thích mình không. Nếu thật sự là như vậy hắn sẽ bài xích cự tuyệt. Không phải hắn trông mặt mà bắt hình rong, nhưng người cũng không thể có bề ngoài dọa người như vậy chứ, điều này thực sự không dễ dàng tiếp nhận được. Có điều trong lòng hắn rõ, người ta chủ động xum xoe không liên quan gì đến thích hay không thích mình, hạ thấp mình như vậy chẳng qua chỉ là thủ đoạn giữ khách. Hảo ý của người ta mình phải xem mà đối đãi có điều hắn nhìn thấy rõ mà càng phiền lòng, bởi vậy hắn cũng giả vờ hồ đồ, chẳng từ chối tránh người ta suy nghĩ nhiều. Đạo gia, đã chuẩn bị gần xong rồi, ngày mai là có thể khởi hành đi bí cảnh. Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng ừ như hữu đạo bình tĩnh nói được biết rồi thương thục thanh đã chuẩn bị để nghe hắn hỏi gì đấy ai ngờ phản ứng của đối phương đơn giản như vậy yên lặng một chút lại hỏi đạo gia người làm thơ không tệ lại nữa như hữu đạo cười khổ ta thật sự chẳng biết thơ từ gì cả thương thục thanh cũng không tranh luận cùng hắn đạo gia hiểu lầm rồi chỗ ta mới có được một bài thơ mời đạo gia dám thưởng xem viết như thế nào như hữu đạo a một tiếng có chút tự diễu xin rửa tai lắng nghe tay thương thuộc thanh không dừng lại, hơi chuẩn bị, giọng nói uyển chuyển dịu dàng nói, từng trải biển xanh e gì nước chẳng phải mây trừ ở vu san. Hơi ngừng lại vì rõ ràng phát hiện ra cơ thể đang ngồi ngay ngắn của Nghiêu Hữu Đạo bỗng nhúc nhích, chỉ nghe Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười nói, không tệ, tiếp tục. Thương Thục Thanh liền lại bắt đầu lại từ đầu, từng trải biển xanh e gì nước chẳng phải mây trừ ở vu san. Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại nửa do tu đạo, nửa duyên nàng. Đạo ra, bài thơ này như thế nào? Thơ hay, thơ hay, không tệ, không tệ. Nghiêu Hữu đạo tán thưởng một phen, lại nhìn chằm chằm nữ nhân trong gương hỏi, không biết phu sơn trong bài thơ là nơi nào. mươi 126, có người muốn giết ta, một. Thương Thục Thanh, chưa từng nghe nói tới nơi này, có điều núi sông trong thiên hạ quá nhiều, chắc là nơi người đề thơ từng đi qua, ý cảnh trong thơ khiến ta cũng muốn lúc nào rãnh rỗi đi lĩnh giáo người đề thơ một phen, đợi khi có được địa chỉ sẽ nói với đạo gia cũng không muộn. Nghiêu Hữu đạo ồ một tiếng, rảnh rỗi lĩnh giáo chẳng lẽ người đề thơ đang ở huyện thương lư sao không sai thơ nằm trong vật dụng thư phòng vừa mua thương thục thanh đại khái kể qua tình huống thấy được bài thơ hơi cảm khái nói thơ hay như vậy dĩ nhiên ta muốn hỏi thử lai lịch hỏi rồi mới biết là do trưởng quỹ của một cửa hàng chuyên bán vật dụng thư phòng tên tĩnh mặc hiên trong thành đề thật không ngờ một huyện thành nho nhỏ lại có hiền nhân nhã sĩ như vậy rãnh rỗi đương nhiên phải đi gặp mặt thỉnh giáo đúng là hiền nhân nhã sĩ có cơ hội phải đi gặp thử mới được nghiêu hữu đạo bày tỏ sự đồng tình sau khi vấn tóc xong, Như Hữu đạo đứng dậy kéo kéo áo, tiện tay rút bảo kiếm trống trong tay, tự mình tiến thương thuộc thanh ra ngoài. Lúc đến ngoài cổng viện, Như Hữu đạo bỗng nhiên nói, "Quận chúa, chuyện đến bí cảnh có thể trì hoãn chút không? Ta đột nhiên nhớ ra vài chuyện, không biết thay đổi thời gian có tiện không?" Thương thuộc thanh sững sốt một chút, có điều vẫn là gật đầu nói, "Không sao, khi nào đạo gia muốn bế quan hãng nói cũng được." Hơi hạ thấp người cáo từ, sau khi đưa mắt nhìn nàng rời đi, Như Hữu đạo quay người trở về đi đến bên cạnh viên cương đang ngồi trong đình lau thủy thủ tay chống vào kiếm đụng chân viên cương một cái viên cương ngẩng đầu nhìn chờ hắn nói như hữu đạo bình tĩnh nói vừa nghe được bài thơ người có muốn nghe thử không viên cương không nói chuyện tiếp tục vùi đầu lau thủy thủ ra vẻ người thích nói hay không thì tùy như hữu đạo từ từ nói từng trải biển xanh e gì nước chẳng phải mây trừ ở vu san lần chọn bụi hoa lười ngoái lại nửa do tu đạo nửa duyên nàng bài thơ này như thế nào Viên cương cũng không ngừng đầu, có điều động tác lao hơi dừng lại, có phải ngươi nhàm chán quá không, có ý gì? Mặc dù gã không bác cổ như nghiêu hiểu đạo nhưng cũng không đến mức ngay cả bài thơ này cũng chưa từng nghe nói. Dù sao gã cũng làm công việc liên quan đến ngành nghề khảo cổ nhiều năm. Nghiêu hiểu đạo rủ mắt nhìn gã, ban nãy quận chúa đọc cho ta nghe, ta chưa từng đọc cho nàng nghe. Viên cương sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nói, người biết ta không làm ba cái chuyện học đòi văn vẻ này ngụ ý là tuyên bố mình chưa từng đọc bài thơ này cho quận chúa nghiêu hữu đạo việc này khá thú vị quận chúa nói là do một trưởng quỹ trong cửa hàng chuyên bán vật dụng thư phòng trong thành đề thơ chẳng lẽ ngoài chúng ta còn có những người khác cũng chạy tới thế giới này đây là chuyện không phải không thể nhưng cũng xuất hiện ở huyện thương lư này thì không khỏi quá trùng hợp viên cương hồ nghi người chắc chắn không đọc bài thơ này cho người thứ hai chứ đã hỏi được điểm mấu chốt nghiêu hữu đạo ung dung quay người ánh mắt trông về phía xa, bài thơ này đúng là ta từng nói với một người, có điều người đó đã chết, bị làm thịt ở Nam Sơn tự rồi, người đó tên là Tống Diễn Thanh. Liên quan đến Tống Diễn Thanh, còn xuất hiện ở huyện Thương Lư, kẻ tới là ai không cần đoán nhiều. Chủy thủ trong tay viên cương xoẹt một tiếng đưa vào vỏ trên đùi, đứng lên, nhìn chầm chầm hắn. Tên tiệm là Tĩnh Mặc Hiên, tìm hiểu thử tình hình đi. Như Hữu đạo đưa lưng lại nhàn nhạt, nhạt nói, viên cương không nói gì chỉ bước nhanh rời đi. Anh vỗ đường, Chiều bài kế thừa từ Ninh Vương đang mưu đồ đại sự quân cơ trong yếu địa, Thương Triều Tông và Lam Như Đình đang suy diễn trước tất cả những tình huống có thể gặp trong tương lai trên địa đồ. Giờ dưới trướng Thương Triều Tông có hơn ngàn bộ hạ cũ của Ninh Vương, lại chiêu được thêm hơn ngàn tân tráng để bảo vệ trật tự địa phương. Thao luyện Tân ninh có người dưới trướng xử lý, chính vụ của huyện Thương Lưu cũng có người quản lý, chiếm cứ được hiểm địa dễ thủ khó công, đằng sau còn có Thiên Ngọc Môn và Phượng Lăng Ba ủng hộ, cục diện và tình trạng thật sự đã có cải biến to lớn, đã có đường lui đặt chân, bắt đầu mưu đồ lâu dài. Yếu địa quân cơ, người thường không được tự tiện xông vào, thương thuộc thanh hiển nhiên là một ngoại lệ, có thể vào mà không cần thông báo. Thương thuộc thanh báo lại tình hình bên nghiêu hữu đạo, thương triều tông ngạc nhiên nói có việc trì hoãn bế quan. Lam Như Đình nhìn chằm chằm địa đồ như đang suy nghĩ cũng chậm rãi quay người lại nhìn, hỏi quận chúa, hắn có nói rõ chỉ hoãn vì chuyện gì không? Thương Thục Thanh, hắn không nói, ta cũng không hỏi, con người hắn ca và tiên sinh đều biết, chuyện không muốn nói, người có hỏi cũng không hỏi được gì. là chuyện gì? thương triều tông cùng lam như đình nhìn nhau, đều đang suy nghĩ như hữu đạo có thể có chuyện gì ở đây. cũng không đến mức vì trồng rau nên không đi chứ. gần đây viên cương dẫn chúng tăng nam sơn tự trồng rau cũng dậy lên làn sóng lớn. mảnh đất kia lúc đầu thương thuộc thanh định làm một vườn hoa cỏ, viên cương lại nhúng tay vào, thương thuộc thanh đành im lặng bảo người bên dưới cũng thôi đi vì trồng rau phải trì hoãn bế quan tu luyện, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá không thực tế. Đúng lúc này, bên ngoài có người cầu kiến, một thân vệ tiến đến bẩm báo, vương gia, viên cương tìm chúng ta, bảo chúng ta cho người đi điều tra thử cửa hàng thư phòng tĩnh mặc Hiên, còn cố ý bảo phải cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ. Thương Thục Thanh lập tức sửng sốt, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Tĩnh mặc Hiên, Thương Triều Tông thầm nói, sao ta nghe thấy hơi quen tai. Làm như đình vuốt dâu nhắc nhở, vương gia, chính là từng trải biển xanh e gì nước. À, thương triều tông chợt hiểu ra, nhớ lại, đó chính là bài thơ mình khen hay kia, điều này càng khiến hắn ta thấy kỳ lạ hơn, hay thì hay, nhưng điều tra ngọn nguồn một cửa hàng thư phòng để làm gì. Làm như đình khẽ lắc đầu, làm những hành vi khiến người ta không thể hiểu thấu này e không phải viên cương, mà là vị đạo gia kia. Đạo gia quen làm chuyện gì cũng khiến người ta không thể mò ra manh mối. Thương Triều Tông rất tán thành điều này, hắn ta cũng là người hiểu rõ điều này sâu sắc nhất vị đạo gia nói chạy tới quận Quảng Nghĩa mượn binh, kết quả lại làm ra một vụ thông gia, nhắc nhở hắn ta động phòng, kết quả lại hạ dược. Thương Thục Thanh quay đầu nói với thân vệ kia, người cứ làm theo lời hắn dặn đi. Thân vệ kia thấy Thương Triều Tông không phản đối liền chắp tay nói, rõ. Quay người bước nhanh rời đi, Thương Triều Tông cùng Lam Như Đình đều nhìn chằm chằm Thương Thục Thanh, sau đó trầm ngâm nói, chuyện trì hoãn bế quan tu luyện e là có liên quan đến tĩnh mặc hiên này. Lam Như Đình kinh ngạc, làm sao mà biết. Thương Thục Thanh, vừa mới cách đây không lâu, ta có mời hắn giảm thưởng bài thơ này, hắn có hỏi lai lịch bài thơ, còn khen thơ hay. Làm như đình kỳ quái nói, cái này liên quan gì đến điều tra ngọn nguồn tĩnh mặc hiên. Một cửa hàng thư phòng, cho dù cố ý tặng bài thơ hay kết ban, còn phải cố ý dặn dò không nên đánh rắn động cỏ sao. Thương Thục Thanh, tiên sinh có chỗ không biết, ngay lúc nãy, ta nhắc việc đi bí cảnh, hắn còn nói được. Trước khi ta nhắc đến bài thơ này, hắn đã đồng ý đi bí cảnh sau khi ta nhắc tới bài thơ này, hắn bỗng cải biến chủ ý. Không nên đánh rắn động cỏ, xem ra rất có thể hắn đã nhận ra cửa hàng kia có vấn đề gì. Trong anh vũ đường rơi vào im lặng, đều đang suy nghĩ việc này, thực ra đều đang muốn hỏi Nghiêu Hữu Đạo thử xem chuyện gì xảy ra, nhưng đúng như Thương Thục Thanh đã nói, chuyện Nghiêu Hữu Đạo không muốn nói, người có hỏi cũng chẳng có được câu trả lời thật. Cuối cùng vẫn là Thương Triều Tông từ từ nói, cứ im lặng theo dõi thôi. Hắn bỗng cải biến chủ ý. Không nên đánh có tin tức trở về, Viên Cương trở lại tiểu viện. Trên chiếc ghế nằm, Nưu Hữu Đạo đang thảnh thơi nằm dưới bóng cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 127, có người muốn giết ta hai. Bảo kiếm chống bên tay vịn của ghế nằm, ngón tay chậm rãi gõ gõ trên chuôi kiếm theo tiết tấu chứng tỏ hắn căn bản không hề ngủ. Bên cạnh ghế nằm đã chuẩn bị sẵn một cái ghế, Viên Cương đi đến trực tiếp ngồi xuống, vừa vặn ngồi sát bên tai Nưu Hữu Đạo cũng không nói nhảm mà trực tiếp nói, tĩnh Mạc Hiên là một cửa hàng bán vật dụng thư phòng nổi tiếng nhất nội thành, nghe nói vì Huy Yên Thành có phong ba nên trưởng quý cũ không ở đó nữa, tạm thời về quê tránh đầu sóng ngọn gió, gần đây trong nội thành có khá nhiều nơi cố tình huống tương tự. Trưởng quý hiện tại nghe nói là biểu đệ của nguyên trưởng quỹ, tạm thời giúp trưởng quý trông coi cửa hàng. Hàng xóm xung quanh nói trong cửa hàng tạm thời chỉ có mình hắn ta quản lý, hiện tại chưa thấy có hỏa kế sơ hiệp đỡ trước mắt chỉ có thể xác định chút tình hình thế này để tránh đánh rắn động cỏ tạm thời chưa thâm nhập điều tra nghiêu hữu đạo im lặng không nói giống như đang ngủ nhưng ngón tay trên chuôi kiếm vẫn động đậy sau khi năm ngón tay dừng lại bất động hắn mở miệng không cần tra xét nữa giờ vẫn chưa biết tình hình bố trí của đối phương như thế nào thâm nhập hơn nữa dễ đánh rắn động cỏ cứ bố trí chạm gác ngầm nhìn chằm chằm cửa hàng kia là được rồi viên cương đạo gia người muốn làm gì Đối phương không biết bài thơ này liên quan đến ta, nếu không sẽ lấy ra đánh rắn động cỏ, vậy đối phương lấy bài thơ này ra làm gì? Nưu Hữu đạo chậm rãi mở hai mắt ra hỏi một câu, lại tự giải đáp nói, là muốn dùng nó để tiếp cận bên này, để tìm cơ hội, nếu không sẽ không thể đến gần được. Từ đó có thể chứng minh một điểm, người tới kiêng kỵ thực lực Thiên Ngọc môn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói cách khác, đối phương tới thực lực có hạn, không phải đối thủ của Thiên Ngọc môn. Chúng ta ở trong sơn trang này sẽ an toàn viên cương nghe vậy không đáp chờ kế hoạch hành động cụ thể của hắn nghiêu hữu đạo cười ha ha tiếp tục chậm rãi nói thế mà có thể nghĩ đến chuyện ra tay từ phía cửa hàng thư phòng người nghĩ xem nơi này nhiều người như vậy mua sắm bút mực giấy nhiên là chuyện không thể tránh được ngồi đó ôm cây đợi thỏ cũng có thể tùy tiện tiếp xúc được bên này mà còn không dễ khiến người ta hoài nghi không biết vị nào nghĩ ra cách này khá thú vị ta thật sự muốn gặp thử một lần hắn ngồi dậy đứng lên chiếc ghế nằm phía sau lắc lư hai tay chống trên thân kiếm phía trước, ánh mắt thâm trầm nói, biết rõ có người của thiên ngọc môn bảo hộ còn dám tìm tới, xem ta ngày nào ta còn chưa chết ngày đó tống ra sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quay đầu nói với viên cương, người nghĩ cách sắp xếp trưởng quỹ cửa hàng kia gặp ta một lần. Cứ nói quận chúa thích thơ của hắn, mời hắn đến, lấy thơ quen bạn. Đúng rồi, mấy văn sĩ nổi danh khác trong thành cũng mời đến. Phải gây ra động tính, không lớn không nhỏ, cũng không khoa trương, cũng không bí mật. Viên cương có thể hiểu rõ ý hắn, xoay người rời đi. Như hữu đạo cũng ra khỏi viện tử, đi thẳng đến nơi bạch diêu ở trong trang viên. Nơi này không phải nơi hắn có thể tùy tiện vào. Như hữu đạo bị thủ vệ ở cổng chặn lại hỏi liền nói, mời bẩm báo giúp một tiếng, như hữu đạo cầu kiến bạch diêu bạch tiền bối. Đứng đợi ở cổng một lúc, bên trong có người ra mời vào, đưa hắn đến một cái đình, bạch diêu đang ngồi đối diện đồng môn, không biết đang nói gì. Gặp qua hai vị tiền bối, như hữu đạo chắp tay hành lễ. Bạch siêu thờ ơ quay lưng lại với hắn, bưng tách trà lãnh đạm nói chuyện gì. Có người muốn giết ta, Nghiêu Hữu đạo cười buông một câu, Bạch siêu dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang, ta lấy thơ quen bạn. Trong anh vỗ đường thương thục thanh nghe thấy tin tức này báo về liền nghẹn lời, cái này rõ ràng là dùng danh nàng lừa người. Bảo người bên này tổ chức dĩ nhiên là không có ý giấu giếm bên này, đây không phải bày rõ dùng nàng để ngụy trang lừa người thì là cái gì. Làm như đình nhíu mày, mời các văn sĩ khác là để che giấu, làm việc cẩn thận như vậy xem ra cửa hàng kia thật sự có vấn đề. Đúng lúc này, lại có người đến báo, vương ra, pháp sư đi sang chỗ pháp sư Bạch Diêu. Lam Như Đình hỏi một câu, là bên kia mời sang sao? Người tới nói, không có, là pháp sư tự sang. Ba người hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu thấy Nhiều Hữu Đạo chủ động đi tìm Bạch Diêu, không tìm họ mà đi tìm Bạch Diêu, kết hợp với chuyện trước mắt ba người đều có thể cảm nhận được tiết tấu muốn gây chuyện dày đặc. Vấn đề là bọn họ không biết rốt cuộc là có chuyện gì, phong cách làm việc của Ngưu Hữu Đạo kia thật là đáng ghét. Trong thành, trong một hẻm nhỏ chật hẹp tối tăm, một thư sinh gầy yếu quần áo giặt đến mức sờn màu vội vàng đi đến cửa, dầm một cái đẩy cửa tiểu viện ra dọa cho mấy con gà con vội vàng chạy về phía gà mái mẹ. Một phụ nhân sắc mặt xanh sao trong viện đang phơi quần áo trên xào trúc cũng bị động tĩnh này làm giật mình. Thấy là trượng phu của mình quay về thì không kìm được chừng mắt liếc, vỗ nhẹ ngực thở ra, nói, hù chết người, còn tưởng rằng lại có bắt người giết người gì tìm tới nhà chúng ta, chàng làm vậy muốn đẩy cho sập cửa đấy à? Nàng mắng, thư sinh hưng phấn không thôi, qua một tấm thiếp mời tinh mỹ trong tay, mở ra xem nội dung bên trong nói, phu nhân, nàng xem thử đây là cái gì? Tiểu phụ nhân lườm hắn ta một cái, thiếp không biết chữ, sao biết là cái gì? Mặt đỏ thế này, ăn phải thuốc chuột đấy à? Thư sinh không để ý tới lời châm chọc của vợ mình, vẫn hưng phấn nói thiếp mời. Quận chúa thương thuộc thanh phát cho ta thiếp mời mời ta ngày mai đi sơn trang dung bình quận vương tụ hội lấy thơ kết bạn tiểu phụ nhân sửng sốt một chút cũng có chút kinh ngạc chợt khinh thường nói cái gì mà lấy thơ kết bạn có phải là nói thứ tiếng không phải tiếng người nói mấy lời gì mà người ta nghe chẳng hiểu sau đó ăn ăn uống uống một bữa chẳng có tác dụng gì không cùng lắm là chỉ giúp chàng no bụng được một bữa có thể giúp toàn ra chúng ta hết đói sao theo thiếp thấy chẳng bằng cho một túi bột mì vẫn thực tế nhất hứng phấn bị quét sạch thư sinh tức giận nói dung tục tiểu phụ nhân khinh bỉ nói chàng có bản lĩnh thì đừng dung tục cho ta xem thử có bản lĩnh thì đi lấy thơ làm bạn một bữa về đừng ăn gì một năm đi thư sinh của thiếp mời trong tay cứng cổ nói cách nhìn của đàn bà nàng cho rằng thiếp mời của quận chúa ai cũng có sao nàng không thể xem giờ huyện thương lư này ai làm chủ nếu văn thơ có thể được quận chúa thưởng thức có khi loạn thế thắng vào kinh thi cử nói không chừng có thể trực tiếp làm quan sau này có thể được hưởng bổng lộc nghe thấy có thể làm quan ăn bổng lộc tiểu phụ nhân hồ nghi nói thật. Thư sinh chỉ ra bên ngoài nói, nàng không thấy ngô phủ mở quán rượu kia có thể trực tiếp làm huyện lệnh rồi hả? À? Mắt tiểu phụ nhân chớp, lập tức nói, dù sao chàng cũng chẳng có việc gì quan trọng, đi thì đi thôi, cứ coi như đi uống rượu một bữa, à, ngày mai lấy bộ quần áo mặt tết dưới đáy hòm ra mặc vào đi. Đúng lúc thấy con gà mái dẫn đám gà con đi ngang qua, mắt thư sinh sáng lên, chỉ vào con gà mái nói, giết con gà, tối nay ta phải ăn bồi bổ đầu óc, ngày mai phát huy cho tốt tiểu phụ nhân lập tức nổi trận lôi đình gầm thét lên, còn trông vào nó ấp trứng nở gà con, trông vào nó đẻ trứng bán lấy tiền, chàng còn không kiếm tiền được bằng nó, giết chàng đi bán cũng chẳng đáng tiền được như nó. Có người muốn ăn gà, có người thịt gà hầm sẵn bầy trước mặt lại ăn không có vị, thở ngắn than dài. Ở một nơi vắng vẻ như huyện Thành Thương Lư không có những nhà bác học đại nho thật sự, cho dù có, vùng đất nhỏ này cũng không giữ nối, đã rời đi từ sớm rồi. Lâm Thượng Pha cũng được coi là một người rất có học vấn trong huyện thành, vì vậy cũng nhận được thiệp mời. Trên bàn đồ ăn chay mặn kết hợp, Lâm Thượng Pha nhấc đũa lên lại buông xuống, cầm tấm thiếp mời trên bàn xem đi xem lại, dường như xem đến mức hoa cả mắt, cuối cùng cầm tấm thiếp rời khỏi bàn, vứt lại vợ và nhi nữ, đi lòng vòng trong rừng trúc ngoài phòng. chương 128, lấy thơ kết bạn, Lâm Phu Nhân nhanh chóng chạy ra cùng, hỏi thiếp mời của quận chúa, người khác muốn mà không có, cớ sao phải sầu lo như vậy. Lâm Thượng Pha lắc đầu thở dài, kinh thành mới thật sự là nơi danh sĩ phong lưu, hội tụ bác học chi sĩ, quận chúa người ta có gì chưa từng thấy chứ, một nơi nhỏ thế này thì lấy đâu ra người tinh thông thi từ, lấy thơ kết bạn dù nhìn thế nào cũng chỉ là cái cớ. Nàng không thấy động tính gần đây của huyện Thương Lư sao? Phú hộ người ta gần như đều bị lục soát mấy lần, vị vương gia kia rõ ràng đang vơ vét của cải, gia cảnh chúng ta cũng hoi giàu có, cái thiếp mời này chỉ e là bữa tiệc hồng môn, Lâm phu nhân lập tức căng thẳng nói, vậy làm sao bây giờ? Lâm thượng pha thở dài nói, còn có thể làm sao? Bị để mắt tới, sợ là chạy cũng chạy không được. Tô phủ tường trắng ngói xanh, cũng được coi là danh môn hiếm có trong huyện thành. Lão gia tử Tô Đức Khang cũng được coi là người có học vấn nổi danh ở huyện Thương Lư, trước kia từng đọc sách ở Kinh Thành, nghe nói là đồng môn với vị đại tướng nơi biên cương nào đó khi còn trẻ. Tổ tiên cũng từng có người làm đại quan triều đình, giờ gia nghiệp cũng coi như dư trẻ của tổ tiên, trong số người viễn nghênh thương Triều Tông lần trước có Tô Đức Khang, ông vốn ngồi trong xe ngựa, kết quả là nhìn thấy một chàng diện máu tươi không nói, cuối cùng cũng được trở về, tuổi đã cao còn bị ép đi đường xa như vậy, suýt chút nữa thì vứt mất mạng. Vạn hạnh trong bất hạnh, còn sống sót trở về, Tô Phủ cũng được coi trong số ít nhà không bị tra xét, hữu kinh vô hiểm. Trên tay quản gia cầm tấm thiếp mời, bồi Tô Đức Khang đi qua đi lại trong bình viện, hỏi một tiếng, lão gia vị quận chúa này tổ chức lấy thơ kết bạn này là có ý gì? Quải trượng chọc chọc xuống đất, Tô Đức Khang hừ lạnh, còn có thể có chuyện gì xảy ra, đơn giản là sát nhiệt quá nặng muốn thu mua lòng người, cố ý làm bộ một chút cho người khác xem. Quản gia, lão gia, vậy đi hay là không đi? Tô Đức Khang suy nghĩ một chút, cũng thở dài một tiếng, ta cũng trong tình thế khó xử. Không đi, tính mạng già trẻ cả nhà đều đáng lo. Đi ấy à, dùng bình quận vương này rõ ràng là một loạn thần tặc tử, mưu đồ làm loạn, một khi đại quân triều đình đánh tới chắc chắn sẽ sụp đổ, đến lúc đó tô ra chúng ta coi như bị dán cái mác làm bạn với nghịch tặc làm không tốt cũng sẽ bị thanh toán luôn. Huyện thành thương lư gần trạng vạng tối vì mười mấy tấm thiếp mời tung ra mà hơi bạo động. Tĩnh Mặc Hiên, Lục Thánh Trung đứng ở cổng liên tục khách sáo chắp tay cuối cùng đã đuổi hết được hàng xóm đến xem náo nhiệt xung quanh. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì tấm thiếp mời kia, những người xung quanh cửa hàng nhìn thấy quan binh cưới ngựa đến đưa thiếp mời cho Lục Thánh Trung. Nghe quan binh nói xong là thiếp mời của quận chúa Phát thì gã ta đã rước lấy những tiếng than sợ hãi và thán phục của người vây xem. Sau khi được thanh tịnh trở về sau quầy, Lục Thánh Trung mới mở tấm thiếp mời kia ra nhìn kỹ, cuối cùng thu tấm thiếp mời vào trong tay áo như không có chuyện gì. Lúc màn đêm buông xuống, hai chiếc đèn lồng trước cổng gã ta chỉ thắp một cái. Khoảng chừng nửa canh giờ sau có khách tiến vào cửa hàng, ở trong đó một lúc rồi rời đi. Sáng sớm hôm sau, Nhiều Hữu Đạo vừa mở cửa, không ngoài sở liệu, Thương Thục Thanh đã đứng chờ ngoài cửa. Đạo gia, chào buổi sáng. Quận chúa, chào buổi sáng. Không cần nói nhiều, như hữu đạo mở tất cả cửa sổ ra để chứng tỏ sự quang minh chính đại, sau đó tự giác ngồi trước bàn trang điểm. Thương Thục Thanh cũng thuận theo tự nhiên đi tới sau lưng hắn, bắt đầu giúp hắn chỉnh lại tóc. Bình thường, mỗi lần Thương Thục Thanh tới đều sẽ nói chuyện gì đó, lần này thì lại im lặng mãi chưa lên tiếng, cho đến lúc giúp Nhiêu Hữu Đạo vấn xong tóc vẫn chưa nói gì cuối cùng vẫn là ngưu hữu đạo nhìn chằm chằm người trong gương hỏi quận chúa không định hỏi gì sao thương thục thanh hỏi lại đạo gia sẽ nói cho ta biết sao ngưu hữu đạo kỳ thật cũng không có giấu giếm các người làm việc đều là người của các người mà thương thục thanh nhưng vẫn hồ đồ ngưu hữu đạo mỗi ngày đều làm phiền quận chúa thế này đúng là ngại quá để ta mời quận chúa xem một vở kịch nhé thế nào đôi mắt sáng của thương thục thanh chấp chấp cười nói được ánh mặt trời chói trang chiếu xuống khu rừng dưới chân núi ngoài thành những người nhận được thiếp mời hôm qua có kẻ ngồi xe bò có kẻ ngồi kiệu có kẻ đi bộ đến lục thánh trung đi bộ đến đội một chiếc mũ mềm ánh mắt thỉnh thoảng lại đánh giá xung quanh đêm qua nghe ngóng chút phong thanh được biết người nhận được thiếp mời không chỉ có một mình mình nên gã ta khá buông lỏng cảnh giác lúc này tất cả những người nhận được thiếp mời đều đứng đợi trong một trường đình dưới núi người đến cầm thiếp mời trong tay chào hỏi lẫn nhau huyện thành chỉ có một chút như vậy có thể nói dù chưa tới mức quen thân với nhau nhưng phần lớn cũng đều đã từng gặp mặt. Cũng chỉ có Lục Thánh Trung là tương đối khác biệt, xa lạ với tất cả mọi người. Sau khi mọi người biết là trưởng quỹ mới của tĩnh Mạc Hiên thì không tránh được có người khỏi nguyên trưởng quỹ đi đâu rồi. Dĩ nhiên Lục Thánh Trung đem lý do đã sắp xếp trước ra để thoái thác. Trong quá trình chờ, vẻ mặt của đám người khác nhau. Có người nghiêm mặt không nói lời nào, có người sắc mặt ngưng trọng, cũng có người thần sắc hưng phấn, Chủ đề bàn luận cũng là lấy thơ kết bạn của quận chúa lần này. Lục Thánh Trung không quá nhiều lời, từ đầu đến cuối trên mặt chỉ là nụ cười mỉm, khách khí với tất cả mọi người. Nghe mọi người bàn luận trong lòng lại thầm nói, lấy thơ kết bạn. Không có bài thơ kia của ta có thể có việc này sao? Gã ta cũng có thể hiểu vì sao Thương Thục Thanh lại làm ra cái lấy thơ kết bạn này. Dù sao Thương Thục Thanh cũng là nữ tử chưa gả, đơn độc gặp một nam tử như gã ta không tiện có điều gã ta cũng chưa rõ lấy thơ kết bạn lần này sẽ tổ chức như thế nào chỗ gã ta đã chuẩn bị sẵn một bài thơ khác trong hai bài tống diễn thanh tặng cho gã ta chắc chắn có thể hấp dẫn thêm sự chú ý của thương thục thanh không biết nghiêu hữu đạo kia có lộ diện không lộ diện thì có cơ hội hạ thủ không hạ thủ rồi có thể bình yên thoát thân không ngay trong lúc gã ta còn đang suy nghĩ một thân vệ mặc thường phục tiến vào trong trường đình khuôn mặt tươi cười chắp tay với mọi người nói làm phiền chư vị khách quý đợi lâu chậm chế không sao không sao, có khách nhân khách sáo nói, có người không lên tiếng. Thân vệ kia cũng không dài dòng, đưa tay mời, chư vị, quận chúa cho mời, mời đi theo ta. Đám người lần lượt ra khỏi trường đình lại được thông báo, hạ nhân tùy hành và phương tiện giao thông đều không được lên núi, cần phải đi bộ vào, nói đây là quy củ nơi này, mọi người không còn cách nào khác. Có một số việc những người bình dân như bọn họ không thể lựa chọn, chỉ có thể tuân theo. Trên đường, có người có nhã hứng khen nơi này cảnh đẹp, là trốn trung linh dục tú, tàng long ngỏa hổ. Tô Đức Khang tuổi đã cao nên không có nhã hứng nổi. Mặc dù đường lên núi không gập gành, cũng không có bậc thang, chỉ từ từ uốn lượn lên cao, đồng nghĩa với trèo lên con dốc, nhưng với tuổi tác của lão dĩ nhiên khó mà chịu đựng nổi. Có điều với tình huống thế này, dĩ nhiên không thiếu những người trẻ tuổi tôn kính người già dìu đi giúp. Đi đến ngoài sơn trang có trọng binh giới bị là đã có thể đứng trên đỉnh núi có thể nhìn khắp cả huyện thành. Lúc đám người tiến vào sơn trang, một hán tử quỳ bên cổng khiến không ít người nhủ thầm trong lòng không biết đã phạm phải sai lầm gì nhưng trông bộ dạng rất tiêu tùy. đám người được đưa vào hoa viên chính của sơn trang thân vệ lại cười nói với đám người nơi này đã chuẩn bị cho mỗi người một nhã gian nghỉ ngơi bên trong có bút mực giấy nghiên quận chúa trước hết mời chư vị lưu lại mặc bảo thì từ ca phú đều có thể thời hạn nửa canh giờ sau nửa canh giờ quận chúa sẽ đến đây gặp mặt cùng thưởng thức tác phẩm của mọi người Mặc kệ mọi người có đồng ý hay không đã có một đám hạ nhân đi tới, mỗi người mời một người đi cùng mình. chương 129, dây dưa đến cùng không buông một. Có người vô cùng hưng phấn chắp tay với mọi người, chư vị, nửa canh giờ sau lặp lại. Lục Thánh chung theo một người tiến vào sâu trong hoa viên, mắt vẫn âm thầm đánh giá xung quanh. Từ lúc vào trang viên, gã ta vẫn luôn chú ý không gian bên trong. Chỗ của gã ta là một tiểu các yên tĩnh sâu trong hoa viên, hạ nhân dẫn gã ta vào trong các, sau khi châm nước dâng trà thì mời gã ta tự nhiên rồi lui xuống. Lục Thánh Trung nhìn xung quanh các, nước trà, hoa quả điểm tâm đủ cả, trên bàn còn trưng bày bút mực giấy nghiên ngay ngắn. Chậm rãi đi vòng vòng trong các, nước trà, hoa quả điểm tâm đều không hề đụng, gã ta đi đến bên án, lấy chút nước vào trong nghiên, chậm rãi mài mực. Trong lúc gã ta chuẩn bị viết bài thơ khác mà Tống Diễn Thanh lưu lại thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có bốn người tiến vào. Một nữ tử đội nón lá khăn xa, một nam tử trung niên tóc trắng như xương bạc ôm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, một thanh niên thần thái lười biếng, sau khi bước vào kiếm tùy tiện chống trên đất, theo sau là một thanh niên thần sắc lạnh lùng vóc người cao lớn. Chỉ nhìn lướt qua, Lục Thánh Trung Đại Khái đã nhận ra thân phận mấy người này. Khi đám người thương Triều Tông vừa tiến vào huyện Thương Lư, Lục Thánh Trung đã nhận ra nhiều hữu đạo trong đám người, không ngờ vừa tới Sơn Trang đã gặp được mục tiêu. Nhưng gã ta không dám ra tay. Nam tử tóc trắng ôm kiếm trước ngực kia khiến tim củ gã ta âm thầm căng lên như dây cung, sợ bị nhìn ra manh mối gì đó. Vừa thấy có người đến, Lục Thánh Trung vội vàng bước vòng qua trường án chấp lễ, rất ra dáng nho sinh. Như hữu đạo nở nụ cười chân thành giới thiệu thương Thục Thanh, Phương Bình Tiên sinh đúng không? Vị này là quận chúa. Lục Thánh Trung vội vàng hành lễ, tiểu nhân bái kiến quận chúa. Thương Thục Thanh gật đầu ra hiệu một chút, nói thầm trong lòng, không biết Nghiêu Hữu Đạo mời mình tới đây để xem vở kịch gì. Nưu Hữu Đạo đưa tay, mời Thương Thục Thanh ngồi sau án còn mình và viên cương hộ vệ hai bên trái phải Thương Thục Thanh, còn Bạch Diêu thì lặng lẽ lui bước tới sau lưng Lục Thánh Trung, khiến toàn thân Lục Thánh Trung không được tự nhiên. Nghe nói Phương Bình Thiên Sinh làm thơ không tệ, Nưu Hữu Đạo vừa cười hỏi một tiếng, Lục Thánh Trung khiêm tốn nói, không dám không dám, khó bước vào được thanh nhã đường. Nưu Hữu Đạo mỉm cười nói, ta cũng có làm được một bài thơ, mong tiên sinh chỉ giáo giúp lục thánh trung khách khí nói chỉ giáo thì không dám nguyện rửa tai lắng nghe nghiêu hữu đạo có vẻ như cân nhắc một chút tiếp tục cười tủm tỉm ngâm nói từng trải biển xanh e gì nước chẳng phải mây trừ ở vu san lần chọn bụi hoa lười ngoái lại nửa do tu đạo nửa duyên nàng không biết ta làm bài thơ này như thế nào lục thánh trung ngạc nhiên nhìn hắn trong lòng nghĩ muốn đạo văn của ta để tạo áp lực sao thương thục thanh cũng nghi ngờ nhìn về phía nghiêu hữu đạo nhưng biến cố này khiến lục thánh trung chố mắt ngạc nhiên thất thần trong nháy mắt chuôi kiếm trong tay bạch diêu đột nhiên thọc ra hung hăng đâm mạnh vào huyệt vị bên hông của lục thánh trung đợi đến lúc lục thánh trung cảnh giác lại thì đã muộn dưới khoảng cách gần như vậy cộng thêm thực lực giữa gã ta và bạch diêu tranh lệch cho dù gã ta có không thất thần thì e cũng khó tránh đau đớn kịch liệt đánh vào eo một cỗ pháp lực pha chạm xâm chiếm toàn thân gã ta không kịp phòng bị đã bị một lực ép cực lớn khiến cả miệng lẫn mũi đồng thời phụt ra một ngụm máu tươi còn không đợi người gã ta bay đi, một tay Bạch Diêu đồng thời nhấn lên vai gã ta, ấn gã ta đứng nguyên vị trí cũ, liên tục đâm mạnh tay lên người gã ta, trực tiếp phong bế kỳ kinh bát mạch của gã, chặt đứt khả năng thi triển pháp lực của gã xong Bạch Diêu mới đẩy gã ra. Lục Thánh Trung lảo đảo một cái, đầu váng mắt hoa, khí tức khó ổn định lại, trong cơ thể cuộn trào, ngã ngồi trên mặt đất lại liên tục sạc ra hai ngụm máu tươi. Vất vả lắm mới hòa hoãn lại được, Lục Thánh Trung lắc mạnh đầu, sau khi tỉnh táo hơn một chút thì trong lòng gào thét một tiếng, không cần đoán cũng biết, đối phương hẳn là khám phá thân phận của mình. Nhưng gã ta vẫn ôm một tia hy vọng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Diêu, cất tiếng đau buồn nói, cứ gì đánh người. Bạch Diêu lạnh nhạt nói, trong cơ thể người có pháp lực bắn ngược. Nhắc nhở đối phương không cần giả bộ nữa, lục thánh trung, chẳng lẽ ta không thể tu luyện nữa sao? Nhìn bên này, Nghiêu Hiếu Đạo uy một tiếng gọi Lục Thánh Trung quay đầu lại nhìn, cười nói, tự giới thiệu một chút, Nghiêu Hiếu Đạo, Thượng Thanh Tông đệ tử. Ở Thượng Thanh Tông ta có một vị sư huynh, tên Tống Diễn Thanh, hắn từng bảo ta làm giúp hắn vài bài thơ. Nói bến đây chính hắn cũng không nhịn được, hết sức vui mừng, ngẫm lại vẫn còn buồn cười. Ngay từ đầu khi nghe thấy bài thơ kia, hắn lập tức liên tưởng đến hai người, một là Tống Diễn Thanh, còn một là Đường Nhi người mà Tống Diễn Thanh lấy lòng, có điều cái tên Đường Nhi chỉ lóe lên trong đầu rồi trực tiếp bị bỏ trong. Lục Thánh Trung trong nháy mắt mắt trợn tròn, rốt cuộc hiểu ra vì sao ban nãy đối phương nói bài thơ kia là hắn làm. Vừa rồi trong nháy mắt bị đánh lén, gã ta còn thắc mắc vì sao đối phương có thể nhìn thấu thân phận của mình, không biết mình sơ hở chỗ nào nên còn ôm một tia hy vọng rào biệt. Cuối bây bây giờ đã hiểu rõ, nguyên tác giả của bài thơ đang đứng trước mặt mình, uổng cho mình còn đang dương dương tự đắc, chắc trong mắt người ta thì mình chẳng khác gì thằng ngốc. Nghĩ tới đây, lục thánh trung thẹn đến mức hận không thể đập đầu chết đi. Gã chưa từng mất mặt như vậy, lần này đúng là mất mắt con bà nhà nó rồi. Người ta trơ mắt nhìn gã ngốc nghếch dâng đến tận cửa tìm chết, chắc là người ta đã cười đến mức rất cả quai hàm rồi. Trong lòng gã ta đang hỏi thăm 18 đời tổ tông tống diễn thanh, tên khốn nạn kia còn nói với người khác thơ là do hắn ta làm, đạo văn thơ văn của ai không đạo, lại đi đạo văn sư huynh đệ đồng môn của mình, không sợ mất mặt ở sư môn à. Lúc tống diễn thanh lăn lộn ở trốn phong nguyệt kinh thành, dùng thi từ chiêu chọc mỹ nhân, thực ra gã ta cũng nghi ngờ những bài thơ đó không phải Tống Diễn Thanh viết. Có điều chuyện đó không quan trọng, có một điểm gã ta chắc chắn là, nếu Tống Diễn Thanh dám nói những thi từ đó do chính hắn ta viết thì chắc chắn đã giải quyết nguyên tác giả rồi, nếu không để người ta nhảy ra chỉ trích không phải chỉ mình cá nhân hắn ta mất mặt, mà cả Tống ra đều sẽ mất mặt. Tống Diễn Thanh sẽ không đến nỗi không hiểu cả những điều này. Nhưng gã ta nằm mơ cũng không ngờ, Tống Diễn Thanh ngông cuồng hơn gã ta tưởng tượng, còn mặt dày vô sỉ quá sức, đạo văn thơ của đồng môn, người đạo văn của một kẻ có quan hệ tốt một chút cũng được đi lại đi đạo thơ của một đồng môn mình đối nghịch hắn ta phải ngốc cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như thế này thật sự lục thánh trung đã có suy nghĩ đa hòa cả mộ tổ tống ra mình phí hết tâm tư giúp tên khốn kia báo thù ai ngờ tên khốn kia không những khi sống gạt gã ta mà sau khi chết còn hố gã ta gã ta không biết là trước đó nghiêu hữu đạo luôn bị giam lỏng ở đào hoa nguyên tống diễn thanh biết tình hình đoán cả đời này như hữu đạo không thể nào sống sót rời khỏi đào hoa nguyên cho nên mới dám yên tâm đạo văn, cho nên mới dám công nhiên nói những bài thơ kia do hắn ta làm, sau này luôn muốn đuổi giết như hữu đạo cũng có chút nguyên nhân liên quan đến chuyện này. Thương Thục Thanh quay đầu nhìn về phía như hữu đạo, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra rồi. Sau khi hiểu ra mọi chuyện nàng có thể nói vừa bực mình vừa buồn cười. Vị đạo gia này sống chết không chịu thừa nhận mình biết làm thơ, giờ cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đấy à. Nhìn nhìn Lục Thánh Trung, Thương Thục Thanh có chút đồng tình, cái này mà cũng bị đụng phải, tên này xui xẻo đến cỡ nào. mươi 130, dây dưa đến cùng không buông hai. Lục Thánh Trung chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ, đưa tay lau lau máu tươi trên mũi miệng, dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất. Như Hữu Đạo chắp tay nói với Bạch Siêu, tạ Bạch tiền bối viện thủ, chuyện kế tiếp phán bối tự mình xử lý là được rồi. Bạch Siêu liếc mắt nhìn người ngồi trên mặt đất, mặt không thay đổi ôm kiếm quay người bỏ đi như hữu đạo lại cười nói với thương thục thanh quận chúa những văn nhân nhã sĩ phiền phức kia quận chúa giúp ta ổn định bọn hắn đừng cho bọn hắn phát giác được điều gì không ổn thương thục thanh lắc đầu cảm thấy buồn cười đứng dậy rời đi sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người như hữu đạo kéo ghế ngồi đối diện lục thánh trung chống kiếm xuống đất còn muốn rảo biện thì cứ nói ta nghe lục thánh trung nghiêng đầu nôn một ngụm máu ha ha một tiếng bất đắc dĩ nói người đã đã sớm khám phá ra ta vì sao không sớm động thủ Nghiêu Hữu Đạo, ngươi chẳng qua chỉ là một sát thủ bị người ta sai tới thôi, đã nằm trong tầm khống chế của ta thì động thủ lúc nào quan trọng sao? Lục Thánh trung ha ha một tiếng, vậy vì sao ngươi còn làm mấy trò che giấu để tê liệt ta? Nghiêu Hữu Đạo, có thể nghĩ ra cách xuống tay từ cửa hàng thư phòng, xếp đặt cuộc diện ôn cây đợi thỏ, bản thân không tự tìm tới cửa, bên ta cũng chủ động tìm tới ngươi, rất khó nghi ngờ được ngươi. Nếu không phải có bài thơ này làm không tốt thì thật sự là ngươi đã đạt được ý muốn rồi so chiêu với người thông minh dĩ nhiên phải cẩn thận một chút một mình ngươi đến rất dễ khiến ngươi nghi thần nghi quỷ một đám người người thấy đông thì dễ dàng dính bẫy đến đây hơn lục thánh trung giờ khóc giờ cười chỉ là một sát thủ không giá trị thôi trực tiếp bắt là được có đáng phí hết tâm tư như vậy không bản thân ngươi cũng thừa nhận ngươi không có giá trị gì cho nên tác dụng của ngươi là người đứng sau lưng ngươi thông qua ngươi mục tiêu chỉ định là ta cũng có thể nói đối thủ thực sự của ta không phải kẻ trung gian ngươi đây Ta cũng muốn thông qua ngươi, giao thủ với kẻ đứng sau lưng ngươi. Có lẽ ngươi hiểu ý ta chứ? Nưu Hữu đạo chậm rãi giải thích một chút, Lục Thánh Trung ha ha gật đầu nhẹ, hiểu, giải quyết một sát thủ không đủ phát tiết mối hận trong lòng ngươi. Ngón tay Nưu Hữu đạo gõ gõ trên chuôi kiếm chậm rãi nói, họ gì tên gì, môn phái nào, lai lịch ra sao, không muốn chịu khổ thì tự nói ra đi. Rơi vào tình trạng này đơn giản chỉ có hai kết cục, hoặc là chết, hoặc là sống, Lục Thánh Trung tự nhiên là lựa chọn cái sau đợi sau khi đối phương nói ra những gì cần nói như hữu đạo nhìn chằm chằm lục thánh trung suy nghĩ một hồi dùng tay ra hiệu với viên cương viên cương nhanh chóng đi ra chỉ chốc lát sau viên phương dẫn theo hai tăng nhân đi tới cuối cùng vẫn kéo cả lão này vào sau khi xác định mục tiêu viên phương phất tay hai hòa thượng lập tức xông tới đầu tiên nhét một miếng vải rách vào miệng lục thánh trung sau đó dùng xích sắt trói chặt lục thánh trung lại rồi dùng bao bố bao lục thánh trung từ đầu tới chân rồi hai người cùng hợp lực vác lục thánh trung đi Nghiêu hữu đạo mắt nhìn quá trình mà khóe miệng co giật, phát hiện bọn hòa thượng làm chuyện này quả nhiên thuần thục. Sau đó hắn và viên cương cũng ra khỏi tiểu các, một lần nữa đi tới tiểu viện của Bạch Diêu. Họ đứng trong đình đợi một chút mới thấy Bạch Diêu từ trong phòng chậm rãi đi ra. Bạch Diêu ngồi xuống trong đình, không mời bọn họ ngồi, nhàn nhạt hỏi một câu. Có kết quả rồi, Nghiêu hữu đạo cười nói, tên là Lục Thánh Trung, không phải người của Tống Thư, là người của Vương Hoành, đệ tử Ngũ Lương Sơn ngoài ra còn có năm đệ tử lưu tiên tông trong đó có hai tên tu sĩ kim đan trong năm người có một người là nhi tử lưu lộc quản gia tống phủ tên lưu tử ngư bạch siêu hừ lạnh một tiếng ngũ lương sơn cũng dám dính vào chuyện của thiên ngọc môn ta đúng là chán sóng được việc này ta sẽ xử lý nghiêu hữu đạo tiền bối nhi tử lưu lộc không thể để cho hắn ta chạy những người khác có giết hay không cũng không đáng kể tốt nhất lưu một người sống trở về mật báo lưu lộc chỉ có một nhi tử này một khi biết lục thánh trung bán đứng con trai hắn ta chắc chắn sẽ gây rắc rối cho ngũ lương sơn chỉ một ngũ lương sơn không đáng để thiên ngọc môn huy động nhân lực tiếc gì không để bọn hắn chó cắn chó bạch diêu từ chối cho ý kiến không có tỏ thái độ về chuyện này chỉ nhắc nhở một câu vừa rồi nhận được tin thượng thanh tông đã từ bỏ tổ đình tông môn toàn bộ rút khỏi thượng thanh sơn rồi ồ nghiêu hữu đạo sửng sốt một chút thượng thanh tông ngay cả tổ đình tông môn cũng không cần có điều ngấm lại cũng không khó lý giải chắc là để tránh họa. Hắn hỏi, đi đâu? Bạch Siêu, không biết. Về mặt thời gian thì thấy tên đệ tử Thượng Thanh Tông quỷ gối bên ngoài vẫn chưa biết việc này, hắn nhiều ngày như vậy chưa uống một giọt nước, hẳn là không kiên trì được bao lâu. Như hiểu đạo, không ai bắt hắn quỷ, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Sau khi rời khỏi bên này trở về viện tử của mình, như hiểu đạo lập tức bàn giao với viên cương, để người của Thương Triều Tông bí mật khống chế thương khách kia lại, đừng để bên Phượng Nhược Nam biết phong thanh. Cái gọi là thương khách chính là tín sử An Tiểu Mãn Sư Đệ Lục Thánh Trung bên Nam Châu phải tới. Vì muốn bí mật hành sự Lục Thánh Trung không dám mang theo kim sĩ truyền tin bên cạnh, thế là An Tiểu Mãn đã sắp xếp một người tới phối hợp hành động với Lục Thánh Trung, người đó cải trang thành một thương khách nấp trong thành, chuyên chịu trách nhiệm truyền tin cho Lục Thánh Trung. Ngoài ra, người đi nói với tên cả lâm kia một tiếng, nói là người của Thượng Thanh Tông đã vứt sư môn bỏ chạy, để hắn cút đi tìm, đừng có quỷ ở cổng làm người ta buồn nôn nữa. Nhiều hữu đạo hơi phiền phức phất tay, viên cương khẽ gật đầu, quay người rời đi. như hữu đạo lại nằm trên chiếc ghế nằm dưới cây, ở đào hoa nguyên dưỡng thành thói quen xấu mất rồi. Viên cương một lần nữa quay lại, nói cho hắn một tin không tốt lắm. Đạo ra, cả lâm kia nói trưởng môn ở đây nên không chịu đi. như hữu đạo im lặng, hai đời rồi mới đụng phải một tên ngốc cơ bắp thế này, thầm mắng, ngóa, chơi khổ nhục ghế với lão tử à. Hắn không biết ngụy đang nghĩ gì, có mù cũng có thể nhìn ra trên dưới Thượng Thanh Tông không chào đón hắn, hơn nữa còn muốn giết chết hắn, hắn không thể nào quay về Thượng Thanh Tông để tìm chết, cũng không thể thế đơn lực bạc chạy về đoạt chức trưởng môn với đường nhi, dây dưa đến cùng không chịu buông hắn ra là có ý gì. Thành Nam huyện Thành, trên một mảnh đất trống ở một nơi buôn bán lâm sản, hầu hết lâm sản hương dân ngoài Thành tìm được đều sẽ được đem đến đây. Đã đến buổi chiều, nơi đây đã không có người nào tụ tập, chỉ có một vài hương dân ôm ấp hy vọng có thể bán được hàng. Một hán tử áo xám vác một tay nải dạo bước tới đây, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống xem xét chất lượng lâm sản hương dân bày ra hoặc hỏi thăm thử giá tiền. Chạy một vòng, hán tử áo xám đi đến quán trà bên cạnh, ngồi xuống trong quán trà hét với hỏa kế một tiếng, cho một ấm trà. Được rồi, ngài chờ một lát, hỏa kế đáp lời, ngoài cửa có một cỗ xe ngựa tới vừa vặn dừng lại chặn trước cổng, hấp dẫn sự chú ý của hán tử áo xám. Y không thấy có người bước xuống xe ngựa, đang lúc quan sát thì chợt phát hiện eo mình có thứ gì đó chọc vào cuối đầu nhìn thì phát hiện là một thanh chủ thủ đang chọc vào mình. Y ngẩng phát đầu quay sang, hai bên đã xuất hiện hai người kẹp mình chính giữa. Y vừa muốn mở miệng nói cái gì đó thì đã bị chủ thủ đâm đau cảnh cáo. Hai người hai bên không hề lên tiếng, ném ra vài đồng tiền trên bàn, mỗi người kẹp một tay y, im lặng bắt y ra ngoài, trực tiếp đẩy lên xe. Vừa tiến lên ngựa y đã bị người ta bịt chặt miệng, nhấn lật trên xe, chó chặt, xe ngựa nhanh chóng đổi hướng lao đi chương 131, quả thực là yêu nghiệt. Hỏa kế trong quán trà pha xong trà chạy ra thì phát hiện không thấy khách đâu, đặt bình trà xuống, hốt mấy đồng tiền trên bàn vào tay, chạy ra cổng nhìn trái nhìn phải một chút, không thấy có ai thì không khỏi gãi đầu mặt mày thắc mắc trở về. Ngoài Sơn Trang, đám danh sĩ huyện Thương Lư Cáo Tử, làm như đỉnh đích thân tiễn đám người này ra, đưa xuống chân núi. Làm tiên sinh dừng bước, một đám người liên tục không dám, mãi cho đến khi Lam Như đỉnh dừng bước, mọi người mới quay người xuống núi. Trên đường xuống núi, bước chân đám người nhẹ nhàng, hôm nay có thể nói là tận hứng, không ít người trên mặt còn dư vị hứng thú. Quận chúa đích thân lộ diện tiếp đái, phẩm luận thi từ ca phú với mọi người không nói, còn bồi mọi người dùng cơm chưa. Mặc dù quận chúa mang nón lá khăn xa không thấy chân dung nhưng tư thái thước tha này, cử chỉ yêu nhã và phong độ kia, còn cả giọng nói dịu dàng ôn nhu kia, làm cho người ta mê mẩn. Còn cả cách ăn nói và kiến thức trong lúc nói chuyện đều thể hiện rõ giáo dưỡng cực tốt, không hổ xuất thân hoàng tộc, tuyệt đối không phải nhân vật một huyện thành nho nhỏ có thể nuôi dạy ra được khiến người ta hâm mộ không thôi. Có lời đồn, quận chúa là người quái dị, nhưng hôm nay chứng kiến hết thảy, cho dù là dáng người hay phong độ, còn cả âm thanh kia, người như vậy sao có thể là người quái dị. Có nam tử trong lòng đang mơ màng, nếu có thể âu yếm một chút đúng là chuyện tốt đẹp như nào. Đáng tiếc thân vận địa vị của người ta chú định rõ mình không thể nào với tối, cũng chỉ có thể đặt mơ tưởng trong lòng thôi. Sau bữa cơm trưa, lại đổi sang Lam Như Đình ra mặt gặp mặt nói chuyện với mọi người, hỏi thăm thỉnh giáo một chút về tình hình và cái nhìn đối với huyện Thương Lư. Tóm lại là lần này bầu không khí rất tốt đẹp, trước khi chia tay, Lam Như Đình lại đưa cho mỗi người 100 tiền bạc, nói là quận chúa tặng lộ phí bảo họ đừng ghét bỏ. Lâm Thượng Pha lúc trước thấp thỏm đến giờ thì tâm tình vui vẻ, phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, trong đầu vẫn còn dư vị lúc tiếp xúc với quận chúa, ngẫm lại phu nhân mình so với quận chúa, phong thái đơn giản không thể nào đánh đồng, trong lòng hơi có tiếc nuối. Phần lớn tâm tình của mọi người đều rất không tệ, chỉ có những người như Tô Đức Khang dường như sớm nhận ra Thương Triều Tông đang thu mua lòng người nên vẫn mặt mày căng thẳng không nói lời nào, sầu lo về tương lai. Còn về chuyện vì sao không thấy Lục Thánh Trung, Thương Thục Thanh nói là đã về trước rồi nên mọi người cũng không để ý. Trên thực tế vốn có người cảm thấy Lục Thánh Trung không xứng với trường hợp như thế này, cũng chỉ vì là trưởng quỹ của tỉnh mặc hiên cửa hàng thư phòng tốt nhất trong thành có dính tới chữ văn nên dám chạy đến xưng là văn nhân nhã sĩ thế không phải tự rước lấy nhục sao chí ít đám người này đều tự nhận mình là văn nhân nhã sĩ của huyện thương lư sau khi xuống núi ai về nhà nấy lúc đám người trở lại nội thành thời gian đã gần trạng vạng tối trong những ngõ hẻm trúc chắc nhỏ hẹp đã bắt đầu có khói bếp bay lên thư sinh đẩy cửa vào nhà mở miệng nói ngày mai bắt con gà mái kia giết thịt đi bày tỏ mình đã trở về Tiểu phụ nhân từ trong phòng bếp chui ra liền mắng. Quận chúa để chàng bụng đói trở về à. Thư sinh vinh vang đắc ý tiến vào chính đường, đứng trước mặt phu nhân lấy túi tiền ra đổ một đống ngân tệ len keng lên bàn. Tiểu phụ nhân che miệng kinh hô, chàng cũng dám làm chuyện trộm cướp sao. Chỉ ít có một điểm nàng có thể chắc chắn, ai ai chịu cho nhà họ mượn nhiều tiền như vậy chứ. Trộm cướp, thế mà nàng cũng nghĩ ra được. Thư sinh liếc mắt, Chờ tinh thần phấn chấn nói, quận chúa tặng lộ phí, hiện tại còn cảm thấy người đọc sách không thể kiếm tiền không? Rất có vẻ nở mày nở mặt, quận chúa tặng, tiểu phụ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức xoay người đóng cửa tiền đường lại, sợ sợ người khác nhìn thấy, trở lại trước bàn tranh thủ đếm tiền, tay hưng phấn đến mức run run, trong nhà chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy. Không cần đếm, 100 đồng, đủ cho cả nhà chúng ta ăn cả năm. Ngày mai cho nàng thêm hai bộ quần áo mới, ngày mai nhớ thịt con gà mái kia ngay lúc những danh dĩ trở về huyện thương lư không lâu một chiếc xe ngựa cũng tiến vào thành trực tiếp đứng ở cửa tĩnh mạc hiên sa phu cung kính mời lục thánh trung xuống xe sau đó lái xe rời đi hàng xóm xung quanh thấy vậy vội vàng chạy vào cửa hàng xông đến hỏi thăm tình hình quận chúa không thể nói không thể nói lục thánh trung giữ kín như bưng chắp tay cầu mọi người buông tha thấy không thể nói đám người cũng chỉ đành coi như thôi dần dần tán đi có điều ánh mắt nhìn lục thánh trung vẫn còn có chút hâm mộ lục thánh trung khẽ quan sát xung quanh hơi do dự pháp lực bị quản chế cuối cùng vẫn không dám chạy đi đến cổng cửa hàng tháo ván cửa xuống vừa vào trong gã ta lập tức bước nhanh vào hậu đường kết quả vừa vén rèm cửa tiến vào hậu đường thì sửng suốt bạch diêu đang ngồi bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm gã ta không biết là đã đến từ khi nào mắt nhìn cửa sổ lục thánh trung cười khổ sau khi màn đêm buông xuống lục thánh trung lại đi đến cổng thắp một trong hai chiếc đèn lồng một canh giờ sau Góc đường xuất hiện một bóng người, chính là Lưu Tử Ngư đã hơi cải trang quan sát bốn phía xung quanh cửa tĩnh Mạc Hiên rồi thẳng vào. Không đầy một lát, trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau. Cạch, một bóng người đụng nát cánh cửa bay ra, rơi xuống đường thổ huyết, chính là Lưu Tử Ngư. Động tĩnh như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy người đang nấp trong góc tối, họ vừa lao về bên này, kết quả mới đi được nửa đường thì đã bị người ta xông đến cản lại chặn giết. Bạch Siêu lao ra từ tĩnh Mạc Hiên, một cước dẫm lưu tử ngư định bò dậy nằm trên đất, tay nâng kiếm chém xuống, một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp chém đi thủ cấp lưu tử ngư. Các đồng môn định nghĩ cách cứu viện lưu tử ngư đương nhiên lúc này đã bị trúng bẫy, thấy lưu tử ngư mất mạng thì không cần phải nghĩ cách cứu viện nữa, lại thấy Bạch Diêu hiện thân, tự biết không phải là đối thủ, có người hô lớn một tiếng. Đi, trong màn đêm truyền đến hai tiếng kêu thảm, có hai người khác bay lên trong màn đêm, đằng sau có bóng người truy sát. Những người xung quanh cửa hàng bị tiếng đánh đấm làm kinh động, hé khe cửa sổ và cửa nhìn ra bên ngoài đều bị dọa cho hết hồn. Quan binh tuần tra trong thành nhanh chóng chạy tới, một chiếc xe ngựa đến, trên xe là một thân vệ của thương Triều Tông Chiêu Gia, đưa một lệnh bài cho quan binh tuần tra, trực tiếp nhận quyền chỉ huy. Viên cương cũng chui xuống xe ngựa, tiến vào trong tĩnh mặc hiên tóm của lục thánh Trung Gia, đưa lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Bọn bạch diêu cũng lách người lao vút đi, biến mất trong bóng đêm. Trên đường, có người châm đống lửa, rót dầu vào đóng củi, trong nháy mắt một ngọn lửa ngút trời phượt lên. Trong sơn trang, Nhiều Hữu Đạo đứng dựa trên lan can gác cao nhìn tín hiệu đầu thành phía xa phát ra, lạnh nhạt nói, lão hùng, thả đi. Viên phương phía sau lập tức cầm một con kim xí trong lồng ra, đi đến chỗ lan can ném vào bầu trời đêm, con kim xí vỗ cánh biến mất dưới ánh trăng mông lung. Hai huynh muội thương thị và lam như đình bồi một bên nhìn, sau khi liếc nhìn nhau một cái thì thương triều tông không nhịn được hỏi thích khách đã lọt lưới sao thích khách xa hay không xa lưới không quan trọng, người đứng phía sau mới thật thực phiền phức, cứ làm cho người ta chẳng còn cách nào khác. Nghiêu hiểu đạo quay người, đối mặt với hắn ta cười nói, nếu vương gia có thể lấy được quận Thanh Sơn, đến lúc đó ta sẽ tặng cho vương gia một món hậu lễ. Hậu lễ, ba người hai mặt nhìn nhau, làm như đình hứng thú hỏi, không biết hậu lễ ra sao. Nghiêu hiểu đạo cười không đáp, làm như đình im lặng, biết lại hỏi uổng rồi, vị này không muốn nói, hỏi cũng như hỏi không. Chương 132, Mật đạo 1. Nưu Hữu đạo dường như vứt chuyện này ra sau đầu, đổi đề tài, nếu tiện, ngày mai có thể đi bí cảnh bế quan rồi. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, được, sẽ an bài giúp đạo gia. Trong lòng vẫn đang thắc mắc rốt cuộc hậu lệ đối phương nói là hậu lễ gì, trong lòng hơi ngứa ngáy. Nưu Hữu đạo chắp tay cáo từ, quay người dẫn viên phương đi xuống khỏi gác cao. Ba người trên lầu các vẫn dựa vào lan can đưa mắt nhìn hai người kia trở về viện tử của mình. Lam như đình trượt cảm khái nói, vị đạo gia này không đơn giản. Thương Triều Tông hỏi, tiên sinh chỉ chuyện gì? Làm như đình hỏi lại, vương gia không có phát hiện sao? Con gấu yêu kia đã bị hắn thuần phục nghe theo lệnh, chúng tăng nam sơn tự vẫn có khoảng cách với chúng ta nhưng lại rất ngoan ngoãn và khá thân cận với hắn. Còn trẻ mà đã có thủ đoạn như vậy, đúng là yêu nghiệt. Đình viện u tối dưới ánh trăng, viên cương trở về, còn mang theo lục thánh chung mặt mày ủ ê. Đã ổn thỏa rồi, bốn chữ đơn giản tốt ra từ miệng viên cương coi như là một bàn giao viên mãn về những chuyện xảy ra trong thành như hữu đạo nói với viên phương lão hùng ông dẫn người đi dặn dò người dưới trông kỹ tuyệt đối đừng để hắn chạy không cho phép bất kỳ ai nói chuyện với hắn trong tình huống cần thiết có thể dùng thủ đoạn cực đoan đạo gia ngài yên tâm viên phương cam đoan quay người kéo vạt áo lục thánh trung trực tiếp kéo đi đêm dài trong một tòa đình viện ở thành nam châu một con kim xí từ trên trời giáng xuống rơi vào tổ ưng dưới mái hiên gõ lên gỗ cộc cộc. An tiểu mãn nhanh chóng chạy ra, bắt lấy nó, lấy mật tín trong ống trên chân nó ra. Trở lại trong phòng xem mật tín, là sư huynh Lục Thánh Trung đưa tin, nói mình không cẩn thận lộ sơ hở, vì tự vệ, đành phải bán đứng đệ tử Lưu Tiên Tông Lưu Tử Ngư, lần này còn có những con cá lọt lưới của Lưu Tiên Tông biết chuyện, chắc hẳn Lưu Lộc sẽ nhanh chóng biết được tin, bảo hắn ta nhanh chóng liên lạc để sư môn tránh hỏa. Sau khi xem hết mật tín An Tiểu Mãn sợ hãi, Lưu Lộc là ai? Đừng thấy Lưu Lộc chỉ là một quản gia của Tống phủ nhưng năng lực không thể khinh thường. Lưu Lộc chỉ có một nhi tử, giờ bị người của Ngũ Lương Sơn hại chết, trong lúc nhất thời Lưu Lộc không động được thương Triều tông kia, còn một Ngũ Lương Sơn nhỏ bé không thể đụng được sao? Tất nhiên lão ta sẽ dùng Ngũ Lương Sơn để chút giận, cho dù Lưu Lộc không lên tiếng, tất nhiên Lưu Tiên tông cũng muốn cho Lưu Lộc một công đạo, Ngũ Lương Sơn nguy rồi. Lục sư huynh ơi, Lục sư huynh, cớ sao lại sơ suất như vậy? An Tiểu Mãn bóp tay giẫm chân ai thán can hệ trọng đại, tình huống khẩn cấp, hắn ta không dám kéo dài, cấp tốc viết một đạo mật báo dưới ánh đèn, dùng kim xí khẩn cấp để liên hệ với sư môn báo tình hình đi. Sau đó, hắn ta đi qua đi lại trong phòng, đủ mọi tạp niệm suy nghĩ dâng lên trong đầu. Sức ảnh hưởng của Lưu Lộc đối với chu thủ hiền lớn chừng nào? Sau khi cân nhắc các kiểu một phen, An Tiểu Mãn vẫn quyết định phải rời khỏi đâu, nếu không có chuyện gì trở lại cũng không muộn, nếu đợi có chuyện mới rời đi e là đã không kịp. Ngay cả đèn dầu cũng không tắt hắn ta thu dọn xong đồ đạc, chào hỏi đồng môn rồi biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Ngoài cửa sổ, trong núi sương mù như ẩn như hiện. Trước bàn trang điểm, Nghiêu Hiếu Đạo ngồi ngay ngắn, nhìn nữ nhân đang trải đầu quấn tóc cho mình, độ rõ ràng của gương đồng có hạt, vốn muốn nói sau này có cơ hội sẽ làm một chiếc gương chiếu rõ hơn báo đáp cho đối phương, nhưng cân nhắc đến khuôn mặt của đối phương tặng một chiếc gương chiếu rõ hơn há chẳng phải càng sỉ nhục người ta nên đành bóp nát suy nghĩ này đạo gia làm tiên sinh đã an bài xong tất thảy dùng xong bữa sáng là có thể xuất phát được rồi. Thương Thục Thanh nhắc nhở một tiếng, được rồi, như hữu đạo ứng tiếng, nhắm mắt yên lặng một hồi chợt mở mắt nói, chờ lát nữa ta đến chỗ vương ra dùng bữa. Thương Thục Thanh sửng sốt một chút, gật đầu nói, được. Ta trở về thông báo, nàng sở dĩ sửng sốt một chút, là bởi vì mấy ngày nay, Thương Triều Tông đã ở cùng với Phượng Nhược Nam bình thường, ngày nào cũng sẽ dùng bữa với nhau. Mọi người đều cảm thấy Thương Triều Tông không còn là đàn ông độc thân như trước kia, cảm thấy thường xuyên cùng ngồi ăn cơm không thích hợp đầu tiên là như hữu đạo và viên cương rút lui sau đó lam như đình cũng rút lui đợi sau khi thương thục thanh nàng cũng rút lui thì dường như bạch diêu cũng cảm thấy mình hơi dư thừa cũng rút lui như hữu đạo đột nhiên nói muốn quay về dùng bữa khiến nàng ít nhiều cảm thấy bất ngờ đến giờ cơm như hữu đạo vừa đến đỉnh viện của thương triều tông liền thấy lam như đình và thương thục thanh cũng tới xem chừng muốn xem thử hắn đột nhiên chạy về là có ý gì phượng nhược nam từ võ đài về cũng hơi sửng sốt phát hiện tự nhiên sáng nay người lại nhiều rồi. Mỗi sáng sớm đi cưới ngựa, bắn tên, luyện võ đã thành thói quen của nàng ta rồi. Gặp qua Vương Phi, Nghiêu Hữu Đạo chủ động xông tới chắp tay chào. Tuy nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng Phượng Nhược Nam vẫn chưa nhanh tiêu tan cơn tức với hắn như vậy. Lúc trước còn bị hắn đùa một trận thê thảm nên chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, nhưng phát hiện Nghiêu Hữu Đạo đang đánh giá mình một cách không bình thường, hình như đang nhìn chằm chằm đánh giá bụng mình. Có cái kiểu nhìn chằm chằm nữ nhân như vậy sao? sao cứ cảm thấy hắn không thèm coi mình là nữ nhân nhỉ? Phượng Nhược Nam lập tức phát hỏa, quát nhìn cái gì? Như Hữu đạo sờ cầm nói nhỏ giọng nói, vẫn chưa mang thai sao? Đám lam như đình ở bên hơi cạn lời, làm gì mà mang thai nhanh như vậy, cho dù có mang bầu thì giờ sao có thể nhìn ra được chứ? Thương Triều Tông đau đầu, phát hiện vị đạo gia này hình như không hợp với Phượng Nhược Nam, vừa gặp là trêu chọc rồi. Phượng Nhược Nam chố mắt, rất nhanh phản ứng lại, hiểu ra đối phương đang nói gì, hẹn quá thành giận nói, liên quan gì đến ngươi? Nghiêu hiểu đạo lập tức không có sắc mặt tốt, vương phi sao lại nói vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vương gia dù sao cũng là nhi tử độc nhất của ninh vương, nếu cưới người ngay cả sinh một đứa con cũng không được, há chẳng phải muốn vương gia đoạn tử tuyệt tôn. Vương phi, có phải lúc người chinh chiến trên chiến trường bị thương nên không sinh được không? Nếu như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía thương triều tông mặt mày lúng túng nói, vương gia, hay để ta kiếm cho người hai mỹ thiếp nhé phượng nhược nam tức giận đến mức hai bàn tay siết chặt thả cái rắm gì đấy nghiêu hữu đạo vương phi nói chuyện cho tử tế việc gì phải mắng người vậy ta biết bên quận quảng nghĩa chưa hẳn đã để bên chúng ta vào mắt nhưng người thì có hơn gì chứ người cho rằng bên quận quảng nghĩa rất quan tâm đến người sao bên thái thú vì lợi ích chẳng phải tặng người cho vương ra như một món quà có thèm để ý đến cảm nhận của người sao ta chỉ muốn nhắc nhở vương phi Tương lai cơ nghiệp bên thái thú sẽ truyền cho tôn tử của hắn hay là truyền cho dòng dõi của người. Ta khuyên Vương Phi nên suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình, suy nghĩ thật kỹ xem mình nên đứng bên phe nào. Phượng Nhược Nam giận quá thành cười, người đây là muốn châm ngòi ly gián sao, người thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao tương lai chịu khổ gặp nạn, ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác để sống cũng không phải dòng dõi của ta, hối hận cũng không phải ta. Như Hữu đạo nhún nhún vai, thở ơ quay người rời đi, phẩy tay với viên cương, hầu tử, nơi này không chào đón ta và ngươi, việc gì phải ăn bữa cơm ấm ức này, đi thôi. Thương Triều Tông muốn giữ lại, làm như đình ở bên lặng lẽ kéo ống tay áo hắn ta, khẽ lắc đầu với hắn ta, chợt chắp tay nói, vương ra, thuộc hạ nhớ ra một số việc phải xử lý, xin được cáo lui trước. Lúc đi còn cố ý liếc mắt với Thương Thục Thanh một cái. Thương Thục Thanh cũng rời đi theo. Phượng Nhược Nam đưa tay chụp lấy chuôi kiếm bên hông, tâm trạng nặng nề khó hiểu, xoay người đối mắt với Thương Triều Tông, mắt lớn chừng mắt nhỏ, chợt giống lên nói, nhìn cái gì. chương 133, Mật Đạo 2, thương chiều tông im lặng, hắn ta kẹp giữa hai bên, là người khó xử nhất. Bên ngoài đình viện, thương thuộc thanh cùng Lam Như Đình gặp mặt nhau, hai người cùng dạo bước, Lam Như Đình khẽ thở dài, đạo gia chắc đang cân nhắc rời khỏi nơi này, không yên lòng bên này nên mới cố ý gieo một hạt giống trong lòng Vương Phi. Hy vọng Vương Phi suy tính đường lui một chút, miễn cho vội vã bức Vương ra tìm vật kia. Có vài lời chúng ta khó nói ra, dù sao hắn và Vương Phi quan hệ cũng không tốt, tiếp tục đóng vai người khác, lời gì cũng nói ra được. Đạo gia có lòng, thương thuộc thanh nhẹ giọng đáp, tuy là những lời công kích cố ý nhưng những lời này không khỏi độc ác quá, khiến nữ tử thiên hạ nghe mà lạnh lòng. Làm như đình sừng sốt một chút, sao quên vị bên cạnh cũng là nữ nhân chứ. Kinh thành Tổng phủ, một mỹ cơ từ trong nhà mở cửa tống cửu minh tinh thần phấn chấn cất bước ra ngoài liếc nhìn quản gia lưu lộc chờ sẵn bên ngoài, phát hiện thần sắc lưu lộc không bình thường, lại lộ ra chút tiểu tủy. Lưu lộc lộ vẻ bi thương hai tay dâng lên một bức mật báo. Lão ra, chuyện không làm được, lão nô có lỗi với lão ra. Thực ra lão sớm đã nhận được mật báo của Lưu Tiên Tông nhưng do dính líu tới mình, không tiện quấy giày Tống Cửu Minh nghỉ ngơi nên mới chờ mãi bên ngoài. Chuyện gì, Tống Cửu Minh nhíu mày, nhận đồ xem thử mới biết Lưu Tử Ngư Nhi Tử Lưu Lộc đã chết thảm ở huyện Thương Lư, không khỏi nhìn về phía Lưu Lộc hóa ra không phải người ta có lỗi với mình mà là mình có lỗi với lão mới đúng. Do ông ta lên tiếng, Lưu Tử Ngư mới đến huyện Thương Lư. Lão Lưu, nén bi thương, ngươi yên tâm, việc này nhất định cho ngươi một câu trả lời thích đáng. Tống Cửu Minh trầm giọng an ủi, cháu của ông ta đã chết rồi, nếu cần nhẫn nại, ông ta vẫn có thể nhẫn được. Nhưng nhi tử của quản gia trung thành tuyệt đối nhiều năm lưu lộc này, nếu ông ta không giải quyết ổn thỏa rất dễ mất lòng người lưu lộc hạ thấp người nói do bản thân nó làm việc không ổn thỏa không trách người khác được tống cửu minh hừ lệnh người ngũ lương sơn lá gan không nhỏ ngay cả người của ta cũng dám bán đứng thông báo cho lôi luyện thất ta cần một câu trả lời rõ lưu lộc đáp tống cửu minh lại đến gần bên người lão khẽ vỗ sau lưng lão lão lưu chuyện cũng đã xảy ra rồi ta có an ủi gì ngươi cũng vô ích nên nhìn vào thực tế tìm thêm vài người trẻ tuổi lần này ngươi nghe ta Thừa nhân lúc xương cốt còn cứng chắc sinh thêm vài đứa, ta đảm bảo tiền đồ cho tử tôn ngươi." Vành mắt lưu lộc đỏ hoe khẽ gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ. Có sinh thêm vài đứa đợi trưởng thành thì không biết người có còn tại thế không, trên miếu đường là vô tình nhất. Đừng thấy tống ra bây giờ phong quang, một khi người không còn, nó sẽ có quang cảnh gì ai mà biết được, bị lật úp có lẽ chỉ là chuyện sớm tối. Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam ở trong chủ viện của cả sân trang, vào giữa trưa, mấy người lại đụng mặt nhau ở đây. Thương Thục Thanh đổi sang trang phục già dặn hơn, như hiểu đạo không kìm được nhìn một chút, không biết nữ nhân này ăn mặc như vậy là có ý gì. Lẽ nào nữ nhân này muốn đi cùng? Ba người thương triều tông không kìm được nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo cùng với Viên Cương và Viên Phương đi theo bên cạnh, muốn nói lại thôi. Thấy Nghiêu Hữu Đạo hoàn toàn không có ý định để Viên Phương rời đi, Lam Như Đình không chịu được nhắc nhở một tiếng, đạo ra, chỗ đến tương đối bí mật. Ánh mắt liếc nhìn Viên Phương, ám chỉ Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo hiểu rõ ý ông, cười nói, huynh đệ trong nhà, không có gì không yên tâm cả, ta muốn dẫn lão đi cùng. Mắt phiên phương chớp chớp, lão chẳng biết phải đi làm gì, lão chỉ biết như hữu đạo muốn lão sắp xếp mọi chuyện gian dở để rời khỏi đây một thời gian. Hắn đã nói vậy thì lão đành nghe theo thôi, làm như đình đi đến bên vỗ lên đống bao lớn nhỏ chất trên bàn, nói đây là các loại vật phẩm lương khô đã chuẩn bị xong để lên đường, cần phải mang theo. Như hữu đạo kiểm tra một hồi, phát hiện đích thật là lương khô các thứ, không khỏi hồ nghi nói, mang nhiều lương khô như vậy, ở rất xa sao. Trong lòng đánh giá một chút, cái này ít nhất cũng đủ ăn trong vài ngày, đủ để ăn ra khỏi huyện Thương Lư, đừng nói huyện Thương Lư, dù rời khỏi quận Thanh Sơn thì khẩu phần lương khô này cũng đủ, không phải nói bí cảnh ở huyện Thương Lư sao. Thương Triều Tông nói, đợi sau này đạo gia tự nhiên sẽ hiểu, Thanh Nhi sẽ đi cùng người. Như hữu đạo kinh ngạc, quận chúa cũng đi. Thương Triều Tông, chỗ cần đến nhất định phải có một trong ba người chúng ta đi cùng, nếu không sẽ có chỗ không tiện, cứ đi rồi đạo gia sẽ hiểu. Tiếc là ta và tiên sinh việc quá nhiều không rời đi quá lâu được, nếu không dễ khiến người ta hoài nghi, đành phải để Thanh Nhi vất vả một chuyến. Thanh Nhi là một nữ tử yếu ớt, thể lực không tiện, trên đường còn phiền đạo gia hỗ trợ quan tâm. Nghiêu Hữu đạo khẽ gật đầu, nhìn từ góc độ khác mà nói, có Thương Thục Thanh ở bên làm con tin cũng tránh được lo lắng phương diện nào đó, nhắc nhở bên vương phi cần phải che giấu kỹ. Làm như đình nói, yên tâm đã chuẩn bị xong cái cớ che giấu. Việc này không nên chậm trễ, nhân lúc bên Vương Phi còn đang luyện binh, mau rời đi thôi. Sau khi dặn dò xong, Nghiêu Hữu Đạo mới biết không phải đi ra từ Sơn Trang mà là phải đi qua mật đạo. Cửa mật đạo ở ngay trong một cái giếng nước hậu viện. Giếng nước kia không phải tuôn ra nước mà là giếng chứa nước, đề phòng khi chiến tranh nguồn nước bị khống chế thì có thể lấy nước dự trữ ra dùng, là loại nước hầm. Loại giếng nước này trong Sơn Trang có vài cái tương tự muốn chứa nước cũng rất tiện, trong con suối chảy qua sơn trang gắn một ống trúc là có thể dẫn nước vào giếng, rõ ràng năm đó khi thiết kế sơn trang này đã tốn rất nhiều tâm tư. Mỗi người chọn vài tay nãi vác trên lưng sau đó đến lối ra hậu đường nhưng cũng chưa vội vã ra ngoài. Tuy trước đó Lam Như Đình đã bố trí chạm gác ngầm xung quanh để phòng có người tới gần, nhưng vì lý do cẩn thận phòng ngừa gây chú ý quá mức thì vẫn đề nghị nên từng người từng người ra ngoài. Như hữu đạo gia hiệu viên cương đi trước mở cơ quan mật đạo gia đi ra khỏi hậu đường đến hậu viên viên cương cảnh giác bốn phía, sau khi tới gần giếng nước đột nhiên thả người nhảy một cái, cả người trực tiếp cắm vào giếng nước bên trong, động tác mau lẹ, biến mất đột ngột. Vừa vào giếng nước, hai chân viên cương dạng thẳng chống hai bên vách giếng, khống chế lực chống đỡ không nhanh không chậm trượt xuống dưới, buông hai tay duy trì cân bằng, đồng thời chú ý gạch đắp xung quanh vách giếng. Lúc xuống đến vị trí sâu ba trượng, hai chân phát lực đạp ở vách giếng, người cố định trên đường giếng, ánh mắt nhìn vào một chồng gạch xếp đã hơi bị hư hao ở một góc. Góc chồng gạch xếp bị hư hao rất nhiều, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt, viên cương đã được nhắc nhở có thể phát hiện ra chỗ dị thường là chỗ hư hao trên dưới viên gạch này rất đối xứng. Viên cương nghiêng người nhào tới trước, đưa tay ấn vào viên gạch kia phát lực, sự thực, nếu như không được nhắc nhở, đẩy cũng không giống như có cơ quan, phải đẩy thật mạnh mới có thể đẩy được viên gạch kia hõm vào trong. Sau khi đẩy viên gạch kia, viên cương lại dùng sức đẩy cả bức tường cong, trên bức tường lớn là một cái cửa dạng trục mở ra một lỗ hồng chỉ có thể mở được một nửa đưa tay bám vào bức tường viên cương lách mình chui vào rút ra một cây diêm chiếu sáng phát hiện bên cạnh có đặt sẵn bó đuốc gã châm lửa nhìn xung quanh một lượt phát hiện ra nguyên nhân vì sao cửa chỉ có thể mở một nửa phía sau cánh cửa có một máng bằng đá cản trở trong máng đặt một tảng đá dài rất to vừa rồi lúc đẩy rõ ràng là bị tảng đá này chặn chẳng trách lại nắng như vậy hơi đánh giá gã liền hiểu ra cơ quan này như thế nào có tảng đá này cắm vào lối ra vào trên tường tương đương với trận chết hoạt động của cửa, không tìm được đúng điểm này đẩy ra trước, vậy thì cả cánh cửa dày sẽ không dễ dàng mở ra. Cơ quan này trông có vẻ đơn giản vụng về nhưng lại hết sức thực dụng, người không nắm được bí quyết, cho dù có xuống giếng tìm kiếm xung quanh cũng rất khó phát hiện cửa vào. Chương 134, rất dài rất dài, quay người dò xét xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn quanh, tiện tay hái một mớ rêu xanh trên vách giếng, dùng sức ném ra khỏi giếng. Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy rêu xanh ném ra liền gật đầu ra hiệu Viên Phương, Viên Phương bước nhanh đi, đánh giá xung quanh rồi nhanh chóng nhảy vào trong giếng. Quận chúa, cô leo xuống không tiện, ta đưa cô xuống. như Hữu Đạo quay đầu nói với Thương Thục Thanh, Thương Thục Thanh khẽ gật đầu, ừm. Thương Triều Tông lập tức chắp tay nói với Ngưu Hữu Đạo đạo ra, mong bảo vệ tốt cho Thanh Nhi. Yên tâm, chỉ cần ta còn sẽ không để quận chúa xảy ra chuyện. như Hữu Đạo hứa hẹn, ngụ ý, cho dù có chuyện gì, trừ phi ta ngã xuống trước lam như đình cũng chắp tay nói quận chúa đạo gia bảo trọng như hữu đạo gật đầu ra hiệu với thương thục thanh cùng đi về phía hậu viện sau khi đi đến quan sát bên giếng như hữu đạo đột nhiên nhấc trưởng lên nắm rêu bị viên cương ném trên mặt đất bị cầm lên hắn tiện tay ném trở ngược vào trong giếng một cánh tay của hắn duỗi ra trực tiếp ôm lấy vòng eo mềm mại của thương triều tông nhảy lên rơi xuống giếng thương triều tông đứng ở cửa hậu đường nhìn thấy màn này không kìm được nghiến răng tuy khi có việc còn chấp nhất nam nữ thủ thụ bất thân gì đó thì có chút cổ hủ quá mức nhưng ngay trước mặt mình trơ mắt nhìn muội tử của mình bị nam nhân khác ôm như vậy thực sự cũng hơi khó chịu thanh nhi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đấy thương triều tông không kìm được hỏi thanh nhi sáng sớm nào cũng chạy đến chỗ đó không phải là thích hắn đấy chứ Làm như đình ngạc nhiên quận chúa là người có chừng mực có gì vương gia lại nói vậy lẽ nào đã nhìn thấy manh mối gì thương triều tông phát hiện mình hơi lỡ lời loại chuyện này sao có thể nói lung tung sẽ hại đến sự trong sạch của muội muội xấu hổ khoát tay không có là ta nghĩ nhiều rồi bản thân thương thục thanh cũng bị cái ôm đột ngột này của ngưu hữu đạo làm cho giật nảy mình cơ thể căng cứng vừa vào trong giếng ngưu hữu đạo lập tức thi pháp khí cơ phóng ra ngoài mượn lực nổi của không khí đưa theo thương thục thanh từ không trung chậm rãi đáp xuống dính sát một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy còn bị nam nhân đó ôm cảm nhận được khuỷu tay cường tráng của nam nhân còn cả khí tức của giống được kia suy nghĩ của thương thục thanh hơi lộn xộn tim đập rộn lên. Nghiêu hữu đạo dường như cảm nhận được nhịp tim của nàng hơi tăng tốc, nhẹ giọng an ủi một câu, đừng sợ, không sao đâu. Cái giếng chứa nước này không cạn, hắn cứ tưởng cách nhảy xuống trực tiếp này đã dọa đối phương. Bay đến chỗ lối vào, một tay đánh lên tường cửa, tiện tay đẩy thương thục thanh vào trước còn mình lách người vào sau. Hai người vừa tiến vào viên cương đã cho cửa trở về vị trí cũ. Thương thục thanh chậm rãi hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, chỉ chỉ tảng đá trong máng đá bên cạnh, nói phải đưa nó về vị trí cũ, nếu không cửa vào rất dễ bị phát hiện. Nàng muốn tự mình động thủ nhưng biết sức nặng của tảng đá kia nàng không thể tùy tiện đẩy được. Viên cương chờ tay về, nắm chặt một đầu của tảng đá kéo một phát. Tảng đá hơn 200 cân kịch một tiếng quay trở về, nằm lại trong khe, không cần phải lo lắng bị dịch vị trí. Viên cương thu tay lại nhìn như hữu đạo tìm kiếm gì đó xung quanh, nhắc đã tìm rồi, ở đây chỉ có một bó đuốc. Như hữu đạo nghiêng người nhường đường, phẩy tay ra hiệu gã đi trước mở đường, quay đầu lại hỏi thương thục thanh, sao chỉ có một bó đuốc. Ở một vị trí dọc đường có cất giữ một lượng đuốc lớn, đủ cho hơn nghìn người sử dụng. Thương thục thanh đáp, lại tò mò hỏi, đạo ra, trên người người không có tiểu nguyệt sao. Như hữu đạo ha ha nói, hồ điệp phát sáng đó chỉ nhận một chủ, ta vẫn chưa có cơ hội nuôi nó, hôm nào đó chắc chắn phải nuôi một con. Hắn không có, viên phương chưa từng tiếp xúc cũng không có, cả nhóm chỉ có thể tạm thời đi lên trước nhờ vào bó đuốc trong tay viên cương. Ánh lửa như giao ảnh trong địa đạo, con đường bằng bậc thang đá dưới chân uốn lượn không quy tắc, xem chừng phải đi xuống sâu mấy trăm thước nữa, cuối cùng loáng thoáng nghe tiếng nước chảy ào ào truyền tới, như hữu đạo lập tức hỏi, sông ngầm. Thương thuộc thanh đáp, đúng vậy, là một mạch nước ngầm rất dài. Đi đến cuối bậc thang thì thấy dòng nước, dòng nước chảy xiết trong bóng tối, bó đuốc trong tay viên cương vừa chiếu, một không gian ngầm không nhỏ, dòng nước mang theo hơi lạnh từ trên chảy xuống, mượn ánh sáng của bó đuốc không thể nhìn thấy được bờ bên kia. Đuốc, viên phương chỉ một bên kêu lên, mấy người ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy bên cạnh có một huyệt động chất những bó đuốc ngay ngắn. Mấy người đi đến cầm một bóc đuốc, khoảng cách có thể nhìn thấy lập tức rộng lên rất nhiều. Đi bên nào, viên cương hỏi một tiếng, thương thục thanh, thượng du, mấy người liền dọc theo bờ sông đi lên thượng du, thềm đá uốn lượng nhiều như vậy. Giờ ngay cả Nghiêu Hữu Đạo cũng không biết rõ Đông Tây Nam Bắc, không biết đi theo hướng nào. Con đường này rõ ràng là hình thành từ thiên nhiên, gồ ghề nhấp nhô, không được dễ đi như thông đạo được nhân công tu sửa trước đó. Quận chúa, đưa đồ cho ta, như hữu đạo chỉ chỉ đống đồ thương thuộc thanh đang đeo trên người, đường vốn đã không dễ đi, nữ nhân này còn vác một tay nãi nặng chịu sẽ không tiện. Thương thuộc thanh từ chối nói, không cần, ta có thể vác được. Nghiêu hữu đạo trực tiếp lấy tay nải từ trên vai nàng xuống, đưa cho viên phương phía sau, lão hùng ngươi sống trong rừng núi đã quên đi trước dẫn đường hầu tử ra sau bọc hậu ừm, viên phương gật đầu trong tay nãi kia vào cổ lại kéo một cái khác trách xuống dưới vai giờ bó đút ngoan ngoãn chạy trước mặt nghe lời vô cùng thương thục thanh im lặng còn tưởng rằng nghiêu hữu đạo muốn thể hiện bản lĩnh vác giúp nàng không ngờ lại để người khác vác không chỉ như vậy nghiêu Hiểu đạo tháo tay nãi trên người mình tiện tay ném cho viên cương viên cương không cần nói gì trực tiếp nhận tay nãi đeo lên người mình nghiêu hữu đạo đi theo sau lưng viên phương để thương thục thanh đi sau lưng mình cuối cùng là viên cương mấy người cứ vậy đi trên con đường nhấp nhô đi được một đoạn nghiêu hữu đạo hỏi một tiếng quận chúa cô từng tới đây rồi sao thương thục thanh không tới lần đầu nghiêu hữu đạo dừng bước quay người cao mày nói cô chưa từng tới mà chạy tới dẫn đường cho chúng ta thương thục thanh giải thích nói dọc theo con đường này có không ít chỗ ngã ba ta biết phân gió ám ký có thể tránh đi uổng công không ít chỗ ngã ba như hữu đạo hồ nghi phải đi dưới đất thế này bao lâu? Thương Thục Thanh, dưới tình huống bình thường, phải đi vài ngày, con sông ngầm này thật sự rất dài. Vài ngày, phải đi dưới đất vài ngày, mấy người khó có thể tin, cùng nhìn về phía nàng, cuối cùng đã hiểu vì sao phải mang nhiều lương khô như vậy, đúng là có chỗ dùng tới. Như hữu đạo hơi đoán chừng, bí cảnh kia 89 phần 10 không ở cảnh nội huyện Thương Lư, chỉ là cửa vào mà thôi, hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, Ninh Vương đúng là biết tìm, khoảng cách xa như vậy cũng kết nối lại được. Thương Thục Thanh cũng không phải là cố ý tìm tới, mà là trước kia phụ vương chinh chiến ở vùng này, tướng sĩ bên dưới Tẩu tán vô tình phát hiện ra con sông ngầm này, sau khi đi mới phát hiện đến một nơi khác, về sau phụ vương mới tổ chức nhân thủ tới xác định lộ tuyến này. Niu Hữu đạo a một tiếng, nhớ ra một chuyện, ban đầu lúc họ bàn bạc ở Nam Sơn tự đã hoài nghi Thương Triều tông có con đường tắt ra biển, hắn không khỏi quay đầu nhìn Thượng Hạ Du một cái không biết con đường tắt bí mật thông ra biển kia có liên quan gì đến thông đạo dưới đất này không, hướng đi cuối cùng của dòng nước này có phải thướng ra biển cả không, hắn đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, ghi nhớ trong lòng. Tiếp tục tiến lên, con đường phía trước thay đổi, phần lớn đều là mặt đất dạng gập gành thiên nhiên, đúng là nơi thực sự nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ hở là dễ để lại vết tích thông hành, có chỗ cần cúi người mới đi qua được, có chỗ cần phải trèo lên, có chỗ căn bản không thể nào đặt chân được, phải dùng xích sắt đóng trên tường mới có thể qua được. Đương nhiên, hai tình huống so với người như nghiêu hữu đạo chẳng cần nhắc tới, không phải chịu phí sức gì, chỗ đi lên hoặc đi qua dây xích sắt nghiêu hữu đạo rắt thương thuộc thanh bay qua là được. chương 135, Mỹ ảnh dưới lòng đất một Dưới những con đường gập gành bình thường cũng không ảnh hưởng lắm đến thương Thục thanh. Sau khi phủ ninh vương suy tàn, thương thuộc thanh để tự mạnh mẽ, khoảng thời gian qua đã tu luyện một chút, tay chân cũng coi như mạnh mẽ, so với những nữ tử bình thường thiêu hoa trong khuê phòng thì mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ như vậy, như hữu đạo đặt chuyện thuần dưỡng hồ điệp chiếu sáng tiểu nguyệt trong lòng có tiểu nguyệt chiếu sáng dò đường hoàn toàn có thể mang theo thương thục thanh đi nhanh như ăn cướp dưới không gian dưới đất này còn dùng đuốc thì không được nó sẽ nhanh chóng bị gió thổi tắt đường sông ngầm có chỗ rộng cũng có chỗ hẹp vì hình thành dưới đất nên có các phong cảnh khác biệt mặt đất có hình dạng thiên hình vạn trạng hình thù kỳ quái trên mặt đất rất khó gặp trên đường đi là những thạch nhũ dạng rừng măng hoặc những gai ngược người đi bên trong giống như danh nhanh trong cái miệng lớn của quái thú có một vài nơi đặc biệt, đuốc vừa chiếu vào là chiết xạ ra hào quang mê hoặc. Đường sông dưới mặt đất này đều do nước ngầm cọ rửa thành. Sở dĩ đường sông có chỗ rộng chỗ hẹp có liên quan đến mức độ dễ bị hòa tan khi địa chất bị dòng nước cọ rửa. Khu vực dễ hòa tan khi được nước sông cọ rửa lâu ngày dĩ nhiên mở rộng, nơi chật hẹp dĩ nhiên là chỗ khó hòa tan. Động thiên phúc địa, suy nghĩ nhiều rồi, thạch nhủ này là do trong nước có CO2 thấm vào trong nham thạch vôi làm hòa tan CaCO3 trong đó, có nói cô cũng không hiểu đâu, tóm lại là một dạng vật chất được dung giải từ nước thấm trong nham thạch vôi, khi nhỏ giọt nước khô đi, thứ hòa tan ra một lần nữa đông lại, tải qua ngàn vạn năm tích lũy từng giọt từng giọt mới thành ra thế này. Không tin cô có thể cẩn thận quan sát xem, nhìn thử vị trí đỉnh măng có phải là có nhỏ nước không. Đối với sự thán phục sự hãi đối với vài hình dạng dưới lòng đất của Thương Thục Thanh, Như Hữu Đạo không thể chịu nổi một nữ nhân thông tuệ như vậy lại có thể vô trí như thế nên không kìm được tùy tiện giải thích một chút hắn đi ở phía trước tiện tay chỉ lung tung tùy tiện giải thích thương thuộc thanh lại có chút động dung theo ở phía sau nhìn ót hắn trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp đạo gia người thật hiểu biết ngay cả biến hóa dưới đất cũng biết có cơ hội mong đạo gia đừng ngại thanh nhi vô tri hãy chỉ giáo nhiều hơn hiểu nhiều khóe môi viên cương co quắp một chút trong lòng thầm nói sao cô không thử hỏi biến hóa trên trời đi hiểu nhiều không nghiêu hữu đạo cười ha ha một tiếng lắc đầu thưởng thức đơn giản thôi có được không hả có điều cũng không cần thiết giải thích thêm, càng giải thích nhi hoặc sẽ càng nhiều, vừa rồi không nên mở miệng nói những thần này. Lần này không biết đi được bao lâu, thương thục thanh càng đi càng chậm, đã mệt quá sức rồi. Mấu chốt là do cả con đường nàng phải đi thật nhanh mới đi kịp tốc độ của ba người đàn ông, lòng bàn chân bị ma sát đến mức phồng lên, vô cùng đau rát. Chú ý khe nước, như hữu đạo nhắc nhở một tiếng, lúc quay đầu lại nhìn phát hiện tư thế đi của thương thục thanh không bình thường, hỏi bị chặt chân sao. Thương Thục Thanh không nói lòng bàn chân bị phồng, chỉ cứng rắn cậy mạnh nói, không có, chỉ không quen đi địa hình này thôi. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước được một lúc nữa, cuối cùng Nhiêu Hiếu Đạo phát hiện nữ nhân này thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm địa, bộ dạng thực sự không thể đi nổi nữa thì liền đi đến một chỗ thích hợp, cất một lượng đuốc lớn, hắn liền lên tiếng nghỉ ngơi. Thể lực của ba người Nhiêu Hiếu Đạo vẫn có thể đi tiếp được, chút đoạn đường này với ba người mà nói chẳng đáng là gì thực ra ý của nghiêu hữu đạo là cóng thương thục thanh đi tiếp nhưng thương thục thanh chết sống không chịu còn lôi ra vấn đề nam nữ thủ thụ bất thân nghiêu hữu đạo đành phải thôi dù sao cũng không vội chậm rãi đi thì chậm rãi đi vậy thật tình hắn không biết đối với thương thục thanh ôm một chút đã rất quá đáng trước đó lúc xuống giếng nếu không phải nghiêu hữu đạo đột một làm vậy cùng lắm nàng chỉ để nghiêu hữu đạo cầm tay nàng xuống giếng sao có thể để một nam nhân tùy tiện ôm như vậy bảo người ta cóng thì càng quá đáng hơn giang rộng chân ra nằm sấp trên người người ta ngược dính trên người người ta, vừa mới tự nghĩ đã không thể chấp nhận được rồi nên dĩ nhiên có chết cũng không chịu đồng ý. Nói như thế nào đây, Nghiêu Hữu Đạo có thể lý giải quan niệm trinh tiết của nữ nhân thời đại này, có điều trong lòng vẫn bổ túc một câu, đạo gia ta không hề có chút hứng thú gì với cô. Chắc do từ nhỏ đến lớn chưa từng đi con đường nào gian nan thế này, đoạn đường này không bằng phẳng như bình thường mà từ trên xuống dưới, vô cùng nhấp nhô thực sự đã khiến cho thương thục thanh mệt đến ngất ngư sau khi ngồi xuống một chỗ tương đối sạch sẽ thương thục thanh rất nhanh nghiêng đầu ngủ thiếp đi dưới lòng đất lạnh lẽo lúc nghiêu hữu đạo lấy bộ y phục trong tay nải ra đắp lên người thương thục thanh thương thục thanh vẫn không hề phát giác ngủ rất say nhìn bộ dạng mệt mỏi thê thảm của thương thục thanh đoán chắc một lát không thể nào tỉnh được có thể sẽ phải ngủ khá lâu nghiêu hữu đạo liền sắp xếp trực luân phiên trông cho đuốc đừng tắt mặc dù thông đạo dưới lòng đất này chẳng có gì không an toàn nhưng ít nhiều vẫn phải giữ chút cảnh giác tối thiểu Nhiêu Hữu Đạo một mình một ca, Viên Phương và Viên Cương một ca. Tín nhiệm thì tín nhiệm, một khi Viên Phương vẫn chưa hoàn toàn buông tay thì vẫn phải để Viên Cương ở cùng để đề phòng ngoài ý muốn, đừng để bị Viên Phương thu thập trong lúc mơ màng. Ca của Viên Cương trước, Nhiêu Hữu Đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt điều tức. Cũng không biết qua bao lâu, Nhiêu Hữu Đạo đột nhiên cảm nhận được một hơi khí lạnh, hàn ý rất không bình thường. Hàn khí bình thường ập tới chỉnh thế, đây chỉ là một tia hàn ý như có như không thổi qua, một loại hàn ý có thể xuyên thấu lỗ chân lông ức chế sinh cơ loại hàn ý này chỉ khi gặp những thứ không sạch sẽ trong mộ mới có thể cảm nhận được như hữu đạo đột nhiên mở hai mắt ra đúng lúc thấy viên phương cũng bu lại viên phương thấy vẻ đột nhiên mở mắt của hắn biết hắn cũng đã nhận ra ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói đạo ra. nơi này hình như có âm hồn tồn tại vừa rồi pháp nhãn của ta nhìn thấy có thứ gì lóe lên trong góc lén lén lút lút chưa hẳn đã có ý tốt như hữu đạo hồi tưởng lại cảm giác ban nãy cảm giác mãnh liệt hơn cảm giác hắn từng cảm nhận ở âm địa dĩ nhiên là đã có chút thành tựu cứ không phải chỉ là u hồn bình thường nói thông tục một chút là đã biến thành quỷ xem xét một chút nghiêu hữu đạo nói một tiếng viên phương gật gật đầu quay người mồi vài bó đuốc ném mạnh đi vài hướng bao gồm bờ sông bên kia sau đó bản thân lại cầm một bó đuốc lướt đi xung quanh xem xét như hữu đạo nhìn chung quanh ở cái nơi đen như mực này chuyện đầu tiên nghĩ đến là vấn đề chiếu sáng Tầm nhìn của Pháp nhãn mặc dù hơn được người thường nhưng cũng là dưới tình hình có nguồn sáng, cứ là một nơi hoàn toàn đen kịt thì cũng chẳng không có tác dụng gì. Hắn nghiêng đầu ra hiệu về phía nơi cất đống đuốc, viên cương lập tức lấy một bộ y phục trong tay nãi, đi tới vị trí cất giữ đuốc, liên tục dùng sức bẻ gãy mấy cây, dùng quần áo bao hết đầu đống đuốc gãy, dài quá bao không được thì thì làm thành quang gánh để gánh tay nãi. như hữu đạo chống kiếm lên, đi tới bên cạnh thương thuộc thanh, kết quả phát hiện không biết nữ nhân này gặp phải ác mộng gì mà nước mắt không ngừng chảy trong mơ, trên gương mặt quái gì kia đầy nước mắt bộ dạng vô cùng thê lương. Nàng đã mệt mỏi thế này còn có thể thuốc thít trong mộng có thể thấy được trong lòng ẩn giấu chuyện bi thương cỡ nào. Quận chúa, quận chúa, Nghiêu Hữu đạo gọi hai tiếng không tỉnh dậy liền vỗ lên mặt nàng hai cái. Thương Thục Thanh giật mình ngồi bật dậy, sững sờ nhìn Nghiêu Hữu đạo trước mắt, sau đó dường như cũng ý thức được mình khóc, có chút lúng túng nhấc tay áo lau đi nước mắt. Chương 136, mỹ ảnh dưới lòng đất 2. Lúc bò dậy, nàng phát hiện trên người mình đắp một bộ y phục. Nhận ra đó là quần áo của Ngưu Hữu Đạo, trong lòng nàng khá ấm áp nhưng lại hơi ngượng ngùng, đạo ra, có phải ta ngủ quên mất không? Ngưu Hữu Đạo thấy nàng đứng dậy, chân đặt trên đất hơi mất tự nhiên thì nói, cô không thể đi tiếp được, ta cõng cô. Thương Thục Thanh sao có thể chấp nhận hành vi thân cận như vậy, vội vàng lắc đầu nói, chân ta không sao, ta có thể đi được. Ngưu Hữu Đạo, cô nghĩ nhiều rồi chúng ta bị người ta để ý, cô đi chậm sẽ liên lụy mọi người. Hắn vừa nói vừa đánh giá xung quanh, thương thục thanh sửng sốt, lúc này mới phát hiện viên phương không có ở đây, nơi xa còn có mấy bó đúc bị ném ra. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy viên phương từ bên kia nhẹ nhàng tới, nói với nghiêu hữu đạo, đạo ra, không biết nấp đi đâu rồi. Cứ ở đây nữa không ổn, đi, nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu nói, kiếm trong tay đưa về phía thương thục thanh. Thương thục thanh sửng sốt một chút, vừa nhận kiếm đã bị Ngưu Hữu Đạo thuận thế kéo nàng một cái. Ngưu Hữu Đạo mặc kệ nàng xấu hổ thế nào, sau khi kéo nàng đến gần thì quay người lại, hai tay sờ lên hai đùi nàng, trực tiếp vác nàng sau lưng. Hắn đã đồng ý với Thương Triều Tông, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ bảo vệ an toàn cho Thương Thục Thanh. Trong mấy người ở đây thì thực lực của hắn mạnh nhất. Tư thế này quá xấu hổ, khiến vành tai trắng nõn của Thương Thục Thanh lập tức đỏ ửng nàng không dám dính sát hết người vào lưng hắn mà cầm kiếm của hắn chống trên lưng hắn để cơ thể không sát lại gần. Ai ngờ viên cương lại thuận tay đưa một bó buốc đã được châm lửa cho nàng, nàng không nhận cũng không được. Mấy người cấp tốc rời đi, ngoại trừ thương thục thanh trên người như hữu đạo thì bọn họ vẫn duy trì đội hình vốn có, vẫn là viên phương đi trước. Trên tay viên phương và viên cương đều cầm hai bó đuốc. Không có thương thục thanh cản chân, tốc độ của ba người nhanh hơn không chỉ một chút, bó đuốc phụt phụt trong gió dầu lửa tan chảy rơi từng giọt lửa xuống thương thục thanh sợ nó rơi xuống người như hữu đạo sau khi tim đập thình thịch một hồi đành phải ghé sát lên vai hắn hay ngực dường như cũng ma sát lên lưng như hữu đạo theo bước chân bôn tẩu của hắn nàng vô cùng ngượng ngùng gương mặt ghé sát vào cổ hắn phả ra hơi nóng đối với nàng mà nói đâu phải chỉ có tốc độ đi đường nhanh hơn mà đi thế này còn thoải mái hơn nàng tự đi rất nhiều sau khi họ nhanh chóng đi đến một nơi chữ đuốc thì phát hiện nơi đó trống rỗng Viên cương đưa tay sờ sờ vết dầu trên vách tường, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi quay đầu lại nói, từng có. Thương thuộc thanh ghé sát vai nghiêu hữu đạo, nói, không thể không có, nơi này là nơi dùng để dự trữ, bình thường sẽ không được dùng. Cho dù có người dùng cũng sẽ báo cáo, trừ phi bị người ngoài lấy mất. Tiếp tục đi, nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút, ba người tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Họ liên tục đi qua hai điểm chữ đúc nữa, phát hiện vẫn trống không. Bó đuốc trên tay họ cũng nốt gần hết rồi. Nghiêu Hữu Đạo nhìn xung quanh, đột nhiên nói: "Lão hùng, chú ý trong dòng sông một chút." Viên Phương lập tức lách mình bay ra, đạp sóng lên xuống trên mặt sông. Không ngoài sở liệu của Nghiêu Hữu Đạo, Viên Phương nhanh chóng phát hiện bó đuốc trôi từ thượng du xuống. Đạo lý rất đơn giản, dựa theo thương thuộc thanh nói, điểm chữ đuốc ven đường chắc chắn có đuốc, theo mức độ chất đống trước đó mà đoán thì ít nhất cũng phải có hàng ngàn cây. Cho dù có người lấy thì cũng không tiện bưng đi hết. Mà chiếu theo những điểm khác lạ phát hiện trước đó, nếu giờ mới có người dở trò quỷ thì cách xử lý thuận tiện nhất là ném xuống sông. Viên phương mò được hai bó đuốc, tung người nhẹ nhàng trở về. Hắn ta dùng lửa nhóm bó đuốc lên, lửa bắn ra dẹt dẹt. Đuốc đã thấm nước, rất khó châm lửa. Có người muốn chơi chúng ta, đừng để rơi vào trong tay bần tăng. Viên phương ném bó đuốc ẩm ướt đi rồi nhìn bốn phía, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt hiển hiện lệ khí. Cho dù là ai cũng có thể nhận ra có người đang muốn gây bất lợi cho họ, nếu không đâu cần thiết hủy mấy bó đuốc gài bọn hắn như thế. Rõ ràng là muốn đối phó bọn hắn mà, đối phương quen thuộc hoàn cảnh nơi này, hơn nữa đã ở đây một thời gian không ngắn. Viên cương nhắc nhở một tiếng, như hữu đạo khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, nơi này có vài khu vực bị nước sông ăn mòn như mê cung, nếu họ không có thương thuộc thanh chỉ đường thì rất khó mỏ ra được. Giả sử đối phương không quen thuộc địa hình thì dĩ nhiên không thể tùy tiện tìm ra vị trí bó đuốc để dở cho. Nghiêu Hữu Đạo nghiêng đầu hỏi Thương Thục Thanh sau lưng, quận chúa, trước kia cô lui tới đây không phát hiện ra điều gì dị thường sao? Thương Thục Thanh đáp, chưa từng nghe nói, hẳn là không có. Nghiêu Hữu Đạo lại hỏi, địa đạo này đã bao lâu không sử dụng rồi? Thương Thục Thanh, ta cũng không rõ, chỉ ít sau khi phổ thân xảy ra chuyện, bị triều đình thanh tẩy thì có vài thứ bị lãng quên luôn, không có ai sử dụng nữa. Mấy người họ lập tức hiểu rõ, nói cách khác, đối phương có thể đã ở đây vài năm, quen thuộc hoàn cảnh nơi đây là điều hoàn toàn có khả năng còn đối phương vào từ đâu chưa chắc gã ta cũng dùng lối vào đã được ninh vương quy hoạch sẵn phạm vi rộng lớn thế này không ai dám cam đoan không có các loại cửa hang khác nghiêu hữu đạo trầm mặc một hồi nói kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng thực lực của đối phương hẳn là có hạn nếu không đại khái có thể trực tiếp tìm tới không đáng phải làm thế này chúng ta không thể để đối phương dắt mũi đi nếu không cứ chạy cả đường thế này chúng ta sẽ nhanh chóng yếu đi như vậy càng dễ làm đối phương đắc thủ. Chúng ta cứ bình bĩnh, không thể để mình rơi vào thế yếu. Sau khi dứt lời, hắn liền đặt thương thục thanh sau lưng xuống, nghiêng đầu ra hiệu, lão hùng, vớt thêm đuốc dưới sông châm lên đi. Viên phương ngạc nhiên nói, châm không được, lấy lên làm gì. Viên cương lập tức quẳng ra một câu, nói những lời vô dụng làm gì, đạo gia bảo ngươi làm, ngươi làm theo là được. Viên phương cười khan một tiếng, sau đó lại nhìn lửa của bó đuốc trong tay đang yếu dần, Viên cương thì cởi một tay nải trên người xuống đặt trên mặt đất gỡ ra, ném một đầu bó đuốc bị bẻ gãy cho hắn ta, tuy tay cầm không dài nhưng vẫn đủ để cầm trong tay. Viên phương sừng sốt không biết từ lúc nào viên cương đã chuẩn bị thêm nhiều bó đuốc như vậy, lại thấy như hữu đạo không hề ngạc nhiên chút nào. Hắn ta liền phục hai người này, trong lòng chật chật một tiếng, hai vị này lợi hại thật, ngay cả cái này cũng có chuẩn bị, chẳng lẽ đã sớm đoán ra đối phương sẽ động tay động chân trên mấy bó đuốc. Hắn ta suy nghĩ nhiều rồi, Trước đó Ngưu Hữu Đạo cũng không nghĩ đối phương sẽ động tay động chân trên bó đuốc. Dù sao cũng chưa hiểu rõ tình hình địch ta, không biết đối phương có ác ý hay không. Chỉ là sau khi hắn phát hiện ra điểm dị thường, kết hợp với hoàn cảnh của bản thân, thân là người trên giang hồ, suy nghĩ đầu tiên chính là phán đoán tình huống bất lợi có thể sẽ xuất hiện. Trong bóng tối, vấn đề chiếu sáng là chủ yếu, chắc chắn phải nắm được vấn đề này trước tiên, để phòng chuyện chưa xảy ra mà thôi. Trước đó thường thục thanh ngủ say không biết viên cương đã chuẩn bị thêm nhiều đuốc như vậy từ khi nào, cũng hơi kinh ngạc. Viên phương châm lửa một bó đuốc khác trong tay, bây giờ không cần lo vấn đề chiếu sáng nữa, hắn ta liền lao đến bên bờ sông làm việc, vừa phát hiện trên mặt sông có bó đuốc nào trôi tới thì lập tức nhặt lên ném lên bờ bên này. Bởi vậy có thể thấy, đối phương luôn hủy hoại những điểm chữ đuốc dọc đường, muốn bên này hoàn toàn nằm trong tình thế bất lợi. chương 137, Thần Thủ Hộ Nhiêu hữu đạo lấy kiếm trong tay thương thục thanh về, tiện tay chống trước người, cười nói với nàng, cô cũng mệt rồi, trước đó chưa ngủ được bao lâu đã đánh thức cô, tiếp tục nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Thương thục thanh lắc đầu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao có thể ngủ được chứ. Nàng dựa vào vách đá ngồi đợi một bên, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Viên cương lưu lại hai bó đuốc vác trên vai để dự phòng, số còn lại thì đốt hết thành một đống. Sau khi ánh lửa cháy bùng lên hừng hực hắn ta liền vứt cả những bó đuốc bị mấy người kia hủy vào đống lửa làm củi sau đó chất những bó đuốc ướt được ném lên bờ thành một đống rồi cũng ném chúng vào trong đống lửa để làm củi đốt sau đó hắn ta lại góp nhặt thêm một đống đuốc ướt bày bên cạnh đống lửa hơ viên phương đang bận rộn trên mặt sông thấy thế liền bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng đã hiểu ra tác dụng của việc nghiêu hữu đạo bảo hắn ta nhặt những bó đuốc ẩm ướt trong lòng đã hiểu rõ thì nỗi lo lắng cũng đặt xuống cứ thế một mình hăng hái nhặt đuốc trong dòng sông ném từng bó đuốc lên bờ cơ thể nghiêu hữu đạo thẳng tắp chống kiếm đứng sừng sững bên đống lửa ánh mắt lạnh lẽo chầm chậm quét nhìn bốn phía thương thục thanh ngồi bó gối bên cạnh bấy giờ nhìn thấy dĩ nhiên cũng hiểu ra bọn họ muốn làm gì thấy bên này đã chuẩn bị đâu vào đấy thì nàng cũng an lòng hơn rất nhiều lại nhìn về phía bóng dáng một mình chống kiếm đứng sừng sững bên cạnh đống lửa nàng có cảm giác hắn giống như thần thủ hộ của nàng cũng là thần thủ hộ của mọi người có thần thủ hộ này đứng sừng sững ở đây dường như không có khó khăn gì có thể làm khó bọn họ làm nàng cảm thấy an toàn lạ kỳ sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra thương thục thanh cũng đứng dậy ngồi bên cạnh đống lửa như viên cương giúp hơ những bó đuốc ướt đấm kia xem như có thể góp chút sức nào thì góp chừng nấy như hữu đạo đứng chống kiếm chỉ nhìn lướt qua nàng không nói gì lực chú ý lại đặt vào việc quan sát xung quanh chờ đến khi những bó đuốc ẩm ướt trên bờ đã chất thành núi mới viên phương trở về để đổi đuốc lúc này như hữu đạo lên tiếng nói lão hùng đủ rồi người ăn chút đồ nghỉ ngơi trước đi đúng là viên phương cũng đã mệt ngất ngư hơi thở hổn hển cứ thi pháp đạp sóng đi trên sông mãi dần dần pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều nhưng hắn ta lại cười nói không sao cả ta vẫn kết quả nhìn thấy viên cương nhìn chằm chằm mình thì lập tức ngậm miệng biết rồi quy tắc cũ đạo gia bảo làm sao thì làm theo là được rồi viên phương ngoan ngoãn đi sang một bên mở tay nải lấy lương khô ra ngồi bên cạnh đống lửa gặm hắn ta vừa sưởi ấm ăn đồ ăn vừa nhìn người khác làm việc Nhất là khi thấy viên cương cật lực làm việc, dù trong hoàn cảnh này mà cũng bất giác trở thành một loại hưởng thụ của hắn, trên mặt thỉnh thoảng lại treo nụ cười. Dần dần hắn ta đã quen sống cùng với Nhiêu Hữu Đạo và viên cương. Nhiêu Hữu Đạo nói với Thương Thục Thanh, quận chúa, cô cũng ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi. Thương Thục Thanh lắc đầu nói, ta không đói bụng. Viên cương nói nhàn nhạt, nhạt một câu, lúc này, không hiểu thì phải biết nghe lời, bỏ cái mặt nạ quận chúa xuống đi, bảo cô làm gì cứ làm vậy, không ai hại cô đâu. Viên phương đang gặm đồ ăn không kìm được vui vẻ, vẫn là viên gia có cá tính. Nghiêu hiểu đạo đánh giá bốn phía, đồng thời mỉm cười giải thích nói, hắn không có ý gì khác, trong tình huống này cần phải giúp thể lực mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, để phòng bất chắc. Ngữ khí cùng thái độ ôn hòa, không giống vẻ tùy ý bình thường, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Không phải là thái độ của hắn đối với thương thuộc thanh đột nhiên thay đổi gì, mà hắn là một người lý trí tỉnh táo đã quen. Đôi khi quá mức tỉnh táo lý trí sẽ lộ vẻ khó gần, thậm chí là lạnh lùng, cho nên có rất ít người và việc có thể khiến hắn kích động, vì thế hắn cũng không vì thương Thục Thanh mà đột nhiên đổi tính. Trấn An thương Thục Thanh là bởi vì hắn biết, hiện tại nữ nhân này chắc chắn đang thấp thỏm lo lắng, lúc này không nên tăng thêm áp lực cho nàng khiến nàng sợ hãi. Nếu làm nàng quá rối loạn có thể sẽ càng thêm vướng víu, chẳng tốt cho ai cả. Huống chi dưới tình huống này mà nàng vẫn có thể biểu hiện ra vẻ không sợ hãi, không gây thêm phiền phức cho mọi người thì cũng được coi là số ít kiên cường trong đám nữ nhân rồi hắn nên cho nàng sự trấn an và tự tin, không cần thiết phải xé đi vỏ ngoài kiên cường của nàng để nhìn sự mềm yếu bên trong. Là người sống hai kiếp, như hữu đạo đã gặp không ít nữ nhân. Số nữ nhân có thể khiến hắn thưởng thức không nhiều, ở một mức độ nào đó, thương Thục thanh được coi là một trong số đó, có điều hơi xấu quá khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thương thuộc thanh biết viên cương không có ác ý, giang ngà cắn cắn bờ môi, lục lương khô trong tay nải bên cạnh ra, nghe lời cúi đầu gặm từng miếng nhỏ viên phương ăn uống no rồi lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức bên cạnh đống lửa khôi phục thể lực sau khi thương thục thanh ăn no như hiếu đạo lại mỉm cười nói nằm cạnh đống lửa ngủ một lát đi không lạnh rất ấm nghỉ ngơi rất ổn ngữ khí bình tĩnh ôn hòa thương thục thanh khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời nàng dùng tay nải làm gối lấy bộ y phục ra để che đi đường cong cơ thể nằm nghiêng xuống viên cương ngồi hơ đuốc thỉnh thoảng lại thêm củi cho đống lửa chợt thấp giọng hỏi đạo ra đối phương có thể nhìn được trong bóng tối sao ngụ ý là nếu trong bóng tối đối phương không chiếm được lợi lộc gì vì sao phải hủy đuốc đi Như hữu đạo cảnh giác xung quanh giải thích nói âm dương khác biệt thôi ai cũng phải tự thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn của mình đồng thời lại tương sinh tương khắc thứ quen sống dưới ánh mặt trời phần lớn không quen sinh tồn trong bóng đêm thứ sinh hoạt trong bóng đêm phần lớn cũng không thích hợp sinh tồn dưới ánh mặt trời muốn dung hợp với nhau cần có điều kiện nhất định thí dụ con người muốn tồn tại trong bóng đêm cần mượn ánh lửa chiếu sáng viên cương vậy thứ là quỷ kia nếu muốn sinh tồn dưới ánh mặt trời phải nhờ vào cái gì như hữu đạo dương khí dương khí viên cương nghi hoặc nghiêu hữu đạo theo lý giải của ta dưới vài điều kiện đặc biệt vật chất ngầm sẽ có tính tạo ra hoặc tính bị tạo ra đối với một vài sự vật nhất định có lẽ đối với vật chất ngầm thì nhục thể có công năng tạo ra chẳng hạn tu luyện công pháp khác nhau thì có thể tạo ra hiệu quả điều tiết nóng lạnh khác nhau đối với nhục thể thậm chí là đủ các loại hiệu quả khác ngược lại nhục thể cũng tồn tại tính bị tạo ra dối với vật chất ngầm chẳng hạn như người sói phương tây hẳn là kết quả của bị tạo ra lão hùng chính là ví dụ khi biến hóa chuyển hóa giữa người và gấu thực ra không khác gì với người sói trong truyền thuyết phương tây nói cách khác người sói trong truyền thuyết phương tây chính là yêu quái trong truyền thuyết phương đông thuật điều tức thổ nạp của tu sĩ có thể hấp thu vật chất ngầm trong khi người thường hít thở cũng tồn tại tính hấp thu và tính tạo ra của vật chất ngầm sau khi cải tạo kết quả nên có chính là cái được gọi là dương khí của con người giống với kết quả tu luyện của tu sĩ dương khí cũng là một loại năng lượng là một trong những phương thức trèo chống năng lượng vận hành của cơ thể huyết nhục tại dương gian đây cũng chính là nguyên nhân vì sao con người không có dương khí chẳng khác gì người chết vì nó mất đi một loại động năng Quỷ hồn là một hình thức tồn tại không phải dựa vào cơ thể huyết nhục cho nên không thể nào tạo ra dương khí của cơ thể. Thiếu cái này rất khó để tự do lui tới tại dương gian, cho nên cần có một phương thức không làm mà hưởng, chẳng hạn như hấp thu dương khí trong cơ thể người. Hiện giờ có lẽ vị kia đang ôm ấp ý nghĩ ấy với chúng ta. Viên cương nói có ý nghĩa sao? Nếu đã thành quỷ hồn, hà cớ gì cứ phải thương nhớ dương gian. chương 138 Thế ngoại đào nguyên, như hữu đạo lắc đầu, đây gọi là cô hồn giã quỷ, thành quỷ hồn là một chuyện rất cô độc thê lương. Tư duy và tư tưởng của quỷ hồn không biến mất, vẫn mượn năng lượng nào đó làm vật dẫn để sống sót, trơ mắt nhìn thế gian phồn hoa mà không thể dung nhập, nhớ lại quãng thời gian khi còn sống. ít có quỷ hồn nào có thể chống cự được dụ hoặc của nhân thế. viên cương, chẳng lẽ giữa các quỷ hồn không thể sinh hoạt tập thể sao? nhưu hữu đạo, đương nhiên có thể, nhưng dù sao quỷ hồn cũng khá khan hiếm, không phải người nào cũng có điều kiện tiếp tục tồn tại bằng loại phương thức này sau khi chết cho dù có thể tụ tập lại, hậu quả âm khí quá nặng rất dễ bị người ta phát hiện, những tu sĩ hoặc pháp sư kia sẽ không bỏ mặc. Ví dụ như những tu sĩ tản đi khắp nơi để thu thập linh thảo chính là một tấm lưới, một khi phát hiện sẽ không ngồi nhìn. Mỗi giống loài đều có thiên tính để bảo vệ tộc quân mình. Đây không phải định luận mà là kết luận cá nhân do hắn kết hợp giữa tu hành và kinh nghiệm hai đời ở hai thế giới rút ra, rồi giảng giải theo phương thức mà viên cương có thể hiểu được. Viên cương đang hơ đuốc rơi vào trầm tư. Thương Thục Thanh nằm nghiêng rõ ràng chưa ngủ, nhãn cầu dưới mí mắt chuyển rộng. Những gì Nghiêu Hữu Đạo nói nàng nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, vật chất ngầm là gì? Truyền thuyết phương Đông, truyền thuyết phương Tây, người sói là gì? Nàng mơ mơ màng màng suy tư, vì quá mệt mỏi mà bất chi bất giác ngủ thiếp đi trong những dòng suy nghĩ. Đừng nói nàng, ngay cả viên phương đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa thật ra cũng dựng đứng lỗ tai lặng lẽ nghe lén, nhưng nghe rất mơ hồ, cái hiểu cái không. Đợi sau khi viên cương hơ được một đống đuốc, nhiều hiếu đạo thấp giọng nói, ăn một chút gì đi, tranh thủ nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta bảo lão hùng hơ tiếp. Trong ba người là hắn, viên phương và viên cương, thực ra trong đoạn đường bôn ba này thể lực viên cương là tiêu hao nhiều nhất. Viên cương tuần tiêu hao thể lực, không giống hắn và viên phương có thể ngự khí tiết kiệm thể lực. Đương nhiên, viên cương cũng là người có thể lực tốt nhất trong mấy người. Không còn cách nào khác, viên cương vốn luyện thể, nhưng nói đi thì nói lại, tuần thể lực khôi phục chậm nhất, không khôi phục được nhanh như hắn và viên phương. Viên cương không nói nhiều, lập tức dừng tay, lấy lương khô ra nhét vào miệng ăn như hổ đói. Sau khi ăn uống no nê, hắn ta liền lấy tay nải làm gối, nằm xuống an tâm ngủ. Có đạo gia đích thân trông coi, mặc dù ở hoàn cảnh nào hắn ta vẫn ngủ rất an tâm. Đoạn đường này đúng là rất mệt nên hắn ta nhanh chóng ngủ rất say. Thế giới dưới lòng đất u ám, nước sông đen ngòm chảy róc rách phản chiếu đống lửa bên bờ, ánh lửa chập trần thỉnh thoảng khiến những hòn đá quái dị lởm chởm trở nên dữ tợn. Tất cả mọi người im lặng chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình Nưu Hữu Đạo đứng chống kiếm bên cạnh đống lửa. Trong thế giới dưới lòng đất thâm trầm, một mình hắn cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng, cặp pháp nhãn không ngừng kiểm tra xung quanh, kiếm trên tay thỉnh thoảng lại châm mấy bó đuốc ẩm ướt vào đống lửa, duy trì thế lửa không giảm. Hai canh giờ sau, Viên Phương mở hai mắt hoạt động tứ chi đứng dậy, ra hiệu mình đã nghỉ ngơi ổn rồi. Hắn ta làm động tác ý bảo Nưu Hữu Đạo nghỉ ngơi, để hắn ta trông giữ. Nghiêu hữu đạo ra hiệu cho hắn ta tiếp tục hơ đuốc, viên phương đành phải làm theo, còn nghiêu hữu đạo tiếp tục cảnh giác bốn phía. Khoảng hai canh giờ sau, thương thục thanh dường như tỉnh lại, hơi cử động dưới bộ quần áo trùm trên người nhưng lại không có ý định ngồi dậy. Dường như trong lòng nàng đang đấu tranh gì đó, cuối cùng vẫn bỏ dậy, âm thầm đi về một chỗ vắng vẻ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chân bị cà cho sưng phồng dường như đau đớn hơn, rõ ràng đã đi khập khánh. Đừng có chạy lung tung, nghiêu hữu đạo nhắc nhở một tiếng thương thục thanh dừng bước quay lại có chút xấu hổ bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi nghiêu hữu đạo bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ điều gì nói với viên phương lão hùng canh giúp ta một chút hắn quay đầu đi về phía thương thục thanh tìm một góc vắng rồi chỉ chỉ còn bản thân hắn thì đứng sau khối đá bên ngoài cái góc đó đưa lưng ra sau cảnh giới thương thục thanh chậm rãi chui vào trong góc đứng bên trong chậm chạp không có động tính gì có vẻ rất ngại ngùng nửa người nghiêu hữu đạo lộ ra ở tảng đá bên ngoài đưa lưng về phía nàng nói yên tâm ta không nhìn trộm đâu cơ thể thương thục thanh chậm rãi tiến vào trong xó rất nhanh một tiếng động hơi bất nhã truyền ra lúc trở ra rõ ràng thương thục thanh vô cùng xấu hổ phát hiện mình đã thật sự làm chuyện xấu hổ trước mặt nghiêu hữu đạo trong lòng có tư vị gì chỉ có bản thân nàng là hiểu rõ nhất nàng thấp giọng nói xong rồi sau đó lại bước thấp bước cao trở về bên cạnh đống lửa mặt cùng lỗ tai đỏ bừng Lúc Nghiêu hữu Đạo trở lại, phát hiện Viên Cương cũng đã dậy. Viên Cương lên tiếng nói, Lão Hùng, người canh đi. Đạo ra, người nghỉ ngơi đi. Nghiêu hữu Đạo ngồi xếp bằng xuống, lấy lương khô ăn xong thì nhắm mắt điều tức. Khoảng 2 giờ nữa trôi qua, Nghiêu hữu Đạo một lần nữa khôi phục tinh thần sung mãn đứng dậy, cả nhóm bắt đầu thu dọn để xuất phát. Viên Phương trói chặt 100 bó đuốc đã hơ xong trên lưng, Viên Cương thì vác 50 cây. Thương Thục Thanh tự biết tình hình hai chân mình, không đến nỗi là không thể đi bộ được nhưng chỉ ít là sẽ đi rất chậm vì vậy nàng không từ chối gì nữa ngoan ngoãn ghé vào sau lưng như hữu đạo tay cầm đuốc cả nhóm lại một lần nữa xuất phát lần này mọi người dưỡng đủ tinh thần trên đường đi gần như không dừng lại một mực đi nhanh về phía trước ven đường lại phát hiện mười mấy nơi chữ đuốc đều trống rỗng dĩ nhiên đều bị người nấp trong bóng tối làm hỏng nhưng mà cũng chỉ có những nơi này bị hủy còn những điểm cất giữ phía sau thì đuốc vẫn được xếp ngay ngắn không hề có dấu hiệu bị tổn hại cũng không biết đối phương biết làm như vậy không có hiệu quả hay là đoạn đường phía sau không quen thuộc nên trong lúc nhất thời không cách nào tìm được điểm chữ đuốc dưới mặt đất cũng không phải hoàn toàn là một vùng tăm tối ngẫu nhiên có thể thấy được một vài lỗ hổng có ánh mặt trời xuyên qua đi được khoảng một ngày trời không dừng khi phát hiện một tảng đá có hình con hổ đang nằm ở bên cạnh sông thương thuộc thanh ghé đầu lên vai nghiêu hữu đạo hưng phấn nói nhanh lên khoảng một dặm phía trước có một cửa hang đi thẳng đến đó là được như nàng nói, đi khoảng một dặm đường quả nhiên nhìn thấy một cửa hang có dấu vết được con người khai phá, bậc thang dẫn thẳng lên, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Đi dọc theo những bậc thang uốn lượn khúc chiết khoảng vài trăm mét thì nhìn thấy ánh sáng. Cho dù trên đường đi có bó đuốc chiếu sáng nhưng đột nhiên bước ra ngoài, ánh sáng bao trùm toàn thân cũng cảm thấy hơi chói mắt. Đẩy đi dây leo che lấp cửa động, mấy người phát hiện mình đang đứng ở giữa sườn núi. Cách đó không xa là một thác nước từ trên cao chảy thẳng xuống, dưới thác nước là một đầm nước xanh biếc, có thể nhìn thấy rõ mấy đứa trẻ đang nghịch trong đó. Trong núi có giải rác vài căn nhà, giống như một thôn trang, tọa lạc ở một nơi phong quang tú lệ giống như thế ngoại đào nguyên. Chỗ xa hơn dường như có một ngọn núi lửa tịch mịch, ít nhất Nghiêu Hữu Đạo và Viên Cương vừa liếc mắt đã nhận ra là núi lửa. Bên cạnh sườn núi không xa có một ngôi đình, trong đình có một thanh niên. Vừa nhìn thấy mấy người trong sơn động, thanh niên nọ nhanh chóng gõ lên cái chuông treo trong đình khiến nó kêu kẻng kẻng. Tiếng chuông du dương quanh quẩn giữa sơn cốc, người thanh niên này cảnh giác cầm trảm mã đao lên nhìn chằm chằm mấy người đột nhiên lao ra. Tiếng chuông vừa vang lên, những đứa trẻ đang chơi đùa trong đầm nước lập tức leo ra khỏi đó, chạy vội đi ẩn nấp. Trong thôn trang dường như rối loạn tương bừng, một đoàn người cầm vũ khí chạy về phía bên này. chương 139, trên núi dưới núi 1. Đạo ra, không sao đâu, thả ta xuống. Thương Thục Thanh nằm sấp trên lưng Nhiêu Hữu Đạo nói. Nhiêu Hữu Đạo thả nàng xuống, không lâu sau một đám hán tử cầm vũ khí cũng vọt lên núi, không ít người cầm theo cung nỏ tự chế. Thương Thục Thanh lấy ra lệnh bài một mặt, kêu lên với một hán tử dâu quai nón trong đám đông, là thúc, ta là Thanh Nhi, còn nhận ra ta chứ. Suốt quãng đường đi dưới lòng đất, nàng không đeo khăn che mặt, hán tử dâu quai nón nhìn thấy lệnh bài, lại nhìn gương mặt xấu xí của Thương Thục Thanh, lập tức kích động nói, quận chúa. Lão vội vàng giơ tay lên với hai bên, đặt xuống. Đặt xuống, không được vô lễ, là quận chúa tới, mau đặt xuống. Chả mã đao trên tay lão cắm trên mặt đất, chạy lao tới, quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay nói, ti chức là an tham kiến quận chúa. Vương ra ngài ấy, ngài ấy, lão lắc đầu, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, lã trã rơi lệ. Thương Thục Thanh biết lão đang nói đến Ninh Vương lâm nạn, khập nghiễng tiến tới, hai tay đỡ lão, la thúc, đều đã qua rồi. La An dùng tay áo lau nước mắt, vừa đau lòng vừa vui mừng nói, những người trẻ tuổi này chưa từng gặp quận chúa, có chỗ nào mạo phạm, mong quận chúa thứ tội quay đầu nhìn về phía đám người trẻ tuổi quát, còn không mau bái kiến quận chúa. Một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị quận chúa này xấu quá, có điều vẫn lần lượt quỳ một chân trên mặt đất tham kiến quận chúa. Thương Thục Thanh mau tới trước ra hiệu bình thân, La An chú ý tới chân của nàng, kinh ngạc hỏi quận chúa, chân người như thế nào? Lúc này Thương Thục Thanh mới thành thật nói, trên đường khó đi, chắc chân đã bị phồng, không sao. La An liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, mật đạo bên dưới lão đã đi qua nam nhân bình thường hành tẩu còn khó khăn huống hồ là nữ nhân như quận chúa nhưng mà nam nữ thủ thụ bất thân một đám nam nhân không tiện dìu lão vội vàng phân phó cho người đi gọi hai nữ nhân trong thôn tới chiếu cố thương thục thanh chân không tiện la an cũng không vội xuống núi tiếp tục hàn huyên từ biệt bảy tám năm không gặp quận chúa đã trưởng thành suýt chút nữa ti chức không nhận ra rồi thương thục thanh trêu gẹo nói vết bớt trên mặt ta hẳn rất dễ nhận ra mới đúng đây là nỗi buồn của quận chúa La An vội khoát tay, không đề cập tới việc này. Như Hữu đạo phía sau ngẩng đầu lên nhìn mặt trời rực rỡ trên trời, lại quay đầu nhìn về phía cửa hang, tiến lên hỏi La An, gần đây trong thôn có chuyện gì kỳ quái không? Lúc này La An mới chú ý đến ba người Như Hữu đạo, bèn hỏi Thương Thục Thanh, quận chúa, ba vị này là? Như Hữu đạo, Viên Cương, trụ trì Viên Phương, đều là người nhà. Sau khi Thương Thục Thanh giới thiệu xong ba người lại cố ý giới thiệu Như Hữu đạo, vị này là pháp sư tùy tùng của quận vương rồi lại giới thiệu La An với mấy người, La Thúc chính là tướng lĩnh dưới trướng phụ thân ta, nguyên là một trong những tướng quân thống lĩnh anh dương vũ liệt vệ. Pháp sư Tùy Tùng, La An nhíu mày, đánh giá như hiểu đạo từ trên xuống dưới, cảm thấy hơi trẻ quá. Thương Thục Thanh nhắc nhở, đạo gia là đệ tử quan môn của Đông Quách Tiên Sinh. Sau khi nghe xong là đệ tử của Đông Quách Tiên Sinh, trong lòng La An dâng lên sự tôn kính, không còn dám khinh thường nữa. Lão biết giao tình giữa Đông Quách Hạo Nhiên và Ninh Vương, tranh thủ chắp tay nói bái kiến pháp sư như hữu đạo chắp tay lặp lại câu nói kia là tướng quân gần đây trong thôn có chuyện gì kỳ lạ không chuyện kỳ lạ la an ngạc nhiên chuyện lạ gì vẫn rất tốt không gặp chuyện lạ gì cả trong thôn mấy đứa bé đánh nhau có được tính không như hữu đạo ha ha nói trong thôn có pháp sư không la an lắc đầu không nơi này rất an toàn người ngoài rất khó tìm đến như hữu đạo người trong thôn đã bao lâu không vào mật đạo rồi Vẻ mặt La An hơi nặng nề, sau khi Lão Vương ra gặp nạn, chúng tôi nhận được tin của Lam Tiên Sinh, sau khi một vài người từ Sơn Trang huyện Thương Lưu giúp tới rồi thì liền cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Người trong thôn không được cho phép thì không thể vào mật đạo, cửa luôn có người trông coi, đã 5 năm, năm nay không ai tiến vào đó. Pháp sư hỏi cái này chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì phải không? Không có gì, vì an toàn nên tiện miệng hỏi thôi. Như Hữu đạo cười cười rồi không quấy dày họ nữa, quay người trao đổi ánh mắt với viên cương. Viên Cương ngầm hiểu, biết rõ ý hắn, dọc trên đường luôn gặp phiền phức, sau đó lại rất thuận lợi, không còn thấy quỷ mị lộ mặt, ít nhiều cũng khiến người ta thấy kỳ quái. Từ tình hình điểm chữ Đuốc bị hủy, nửa đường thì dừng lại, lúc ấy bọn họ từng có đánh giá, hoặc là đối phương thấy họ có thủ đoạn phá giải, có hủy hoại tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, hoặc là chưa quen thuộc đoạn đường phía sau nên trong lúc nhất thời không tìm được nơi chữ Đuốc để phá hoại, hoặc là cả hai khả năng. Giờ hỏi tình hình trong thôn thử hỏi quỷ mị kia ngay cả tu sĩ cũng dám xuống tay thì trong thôn trang không có tu sĩ này sao lại chưa từng bị tập kích quấy rối vậy chứng tỏ quỷ mị vẫn chưa mò được đến đây. Mặc kệ tình huống như thế nào, có một điểm có thể xác nhận, quỷ mị kia hủy hoại nhiều điểm chữ đúc như vậy, đoạn đường lại không hề ngắn, chắc chắn là có ý đồ mưu hại. Đối phương phí hết tâm tư như vậy, hai bên còn chưa từng giao thủ, căn bản không hề biết thực lực lẫn nhau mà cứ tùy tiện buông tha như vậy là đạo lý gì chứ cách giải thích duy nhất chính là không phải chúng tùy tiện buông tay mà là quỷ mị kia vô cùng cẩn thận trong tình huống chưa nắm chắc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ mặt khác cũng đã chứng minh suy đoán của ngưu hữu đạo đó là thực lực quỷ mị kia có hạn dưới núi mau chóng có hai phụ nhân tới cùng đi còn có một cái kiệu khiêng đơn giản trên hai khúc cây còn kê một chiếc ghế bên này vừa giúp thương thục thanh lên kiệu ngưu hữu đạo đột nhiên lên tiếng nói hầu tử người cùng quận chúa xuống núi trước lại quẳng một ánh mắt cho hắn ta viên cương biết hắn muốn mình xuống trước để thăm dò tình hình trong thôn. Bọn thương thục thanh nghe vậy thì quay đầu sang nhìn, La An hỏi, Pháp Sư không xuống núi sao? Nghiêu hữu đạo, có chút việc, La Tướng Quân, có thể mượn đài quan sát này một chút được không? Hắn đưa tay chỉ về phía cái đỉnh kia, La An kỳ quái nói, không biết Pháp Sư có chuyện gì. Thương thục thanh biết thói quen của Nghiêu hữu đạo, hắn thích trở lại đường lui, chuyện không muốn nói có hỏi cũng vô ích, liền lên tiếng nói, La Thúc, nghe theo an bài của Pháp Sư Di, Nàng đã mở miệng, là An đành phải nói với một người, Sơn Hổ, có nghe không? Người trẻ tuổi gõ chuông trước đó gật đầu, nghe thấy rồi. Sau đó một đám người vây quanh, nâng thương thục thanh xuống núi. Viên cương thu dọn mấy tay nải cùng vác lên lưng, cũng xuống núi. Nhiêu hữu đạo mỉm cười đưa mắt nhìn, xuất thân khác nhau chính là khác nhau, chạy đến vùng sơn giá vắng vẻ này vẫn có đãi ngộ không tầm thường, dù ra môn có lụi bại vẫn hơn người bình thường gấp trăm lần, có nỗi khổ nào cũng có thể kể hết ra đây chính là nội tình đấy đạo gia người muốn thu thập con quỷ lén lút kia sao viên phương bu lại thấp giọng hỏi dĩ nhiên hắn ta cũng nhìn ra được chút mánh khóe nghiêu hữu đạo thấp giọng nói ta đến đây là muốn bế quan không thể bị quấy dày quỷ mị này chưa bị trừ lòng ta khó yên a à, viên phương hiểu ra khẽ gật đầu nghiêu hữu đạo lại thấp giọng nói ta đoán chừng quỷ mị kia sẽ không tùy tiện dừng tay làm chưa được sẽ bám theo tới cùng muốn tìm cơ hội ra tay giờ mặt trời chó trang âm dương tương cách sẽ không dám lộ diện ở đây, sắc trời tối đi rất có thể sẽ ra ngoài tìm kiếm. Bây giờ người quay trở vào trong đi, tìm một chỗ ẩn nấp, một khi hắn lộ diện lập tức chặt đường lui của hắn. Ta canh giữ bên ngoài, sẽ tiếp ứng ngươi, chương 140, trên núi dưới núi khai. Viên phương đáp, gió, dứt lời liền quay người muốn đi vào, có điều cơ thể dừng lại, lại xoay người nói, đạo ra, có khi hắn đang trốn ở lối vào, ta đi vào rất có thể sẽ bị hắn phát hiện, ta có một cái có thể tránh được nỗi lo này. Như hữu đạo ồ một tiếng nói nghe thử xem. Viên Phương nói thầm bên tai hắn. Như hữu đạo nhẹ gật đầu, chợt cùng hắn ta xoay người đi đến cửa hang. một mình Viên Phương vác hết đống đuốc đặt ở cửa hang lúc trước. Như hữu đạo châm một cây đi trước dẫn đường. hai người cố ý nói chuyện tạo ra âm thanh, lục tục chui trở lại vào trong động, thoải mái đi trở về dòng sông dưới lòng đất, đặt bó đuốc lại vị trí cũ, sau đó lại cùng nhau trở về. lúc đi được nửa đường thân hình viên phương lóe lên một cái nấp trong một góc nghiêu hữu đạo đi thẳng ra khỏi sơn động dập tắt bò đuốc rồi tiện tay ném sang một bên đi vào trong đình pháp sư người trẻ tuổi tên sơn hổ hành lễ hỏi có gì cần phân phó không ạ à? ánh mắt nhìn về phía cửa hang giống như đang thắc mắc vì sao viên phương vào mà không ra nghiêu hữu đạo chỉ một mình ngươi trông coi sao ăn cơm có người đưa tới à sơn hổ ở đây cũng không có việc gì ban ngày một người trông coi đến giờ ăn có người đến thay ban đêm thì có hai người cùng canh, cứ hai canh giờ đổi một lần. Nghiêu hữu đạo cười nói, biết rồi, thế này đi, hôm nay ban ngày ta giúp các ngươi trông coi, người trở về đi. a à, như vậy sao được, sơn hổ liên tục khoát tay, nghiêu hữu đạo chống kiếm trước người, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, rất nghiêm túc nói, vậy để ta đi tìm la tướng quân thương lượng một chút. Uầy, được rồi, sơn hổ gãi đầu một cái. Dường như hơi sợ La An, xoay người ra khỏi đình nói, đến giờ cơm ta đưa cơm đến cho ngài như hữu đạo cảm nhận được sự thuần phác của người ở đây mỉm cười nói không cần nếu ai có ý kiến có thể đi hỏi quận chúa thực ra tu vi của hắn hai ba ngày không ăn cũng không sao cùng lắm là thể lực yếu đi một chút sau khi đưa mắt nhìn sơn hổ hơi buồn bực đi xuống núi như hữu đạo bắt đầu thưởng thức cảnh núi xung quanh tiện thể quan sát địa hình cuối cùng ngồi xuống khoanh chân trong đình nhắm mắt điều tức đi trong mật thất dòng giã một ngày đúng là hơi mệt thật mông bá bá dưới núi một đám người nghinh đón một nam tử tóc hoa dâm ngồi trên chiếc xe lăn làm bằng gỗ, gương mặt gầy gò thanh nhã, ánh mắt ôn hòa hữu lực, toàn thân trên dưới chỉnh tề có thể nhìn thấy là một người rất kỷ luật, cẩn thận tỉ mỉ. Thương Thục Thanh xuống kiệu, không để ý đến đau nhức nơi chân, chạy tới trước ngồi xổm bên cạnh, hốc mắt đỏ lên, có thể thấy rõ tình cảm với người này không hề bình thường. Người này tên Mông Sơn Minh, vốn là đại tướng số một dưới trướng Ninh Vương Thương Kiến Bá. Ông là một nho tướng văn võ song toàn, về sau bị thương trong trận đại chiến một vạn anh dương vũ liệt vệ đối đầu 10 vạn quân địch, hai chân bị tổn thương nghiêm trọng, trên cơ bản đã bị phế, không đứng dậy được nữa, đây chính là nguyên nhân ông phải ngồi xe lăn. Vốn Ninh Vương muốn để ông an hưởng quãng đời còn lại, nhưng ông lo lắng về mối quan hệ giữa Ninh Vương và triều đình, chủ động bỏ vinh hoa phú quý, mang theo người nhà tới đây ẩn cư, kết quả bất hạnh bị ông đoán trúng. Ở mức độ nào đó mà nói, ông tới đây ẩn cư ngược lại đã thoát được trận thanh tẩy kia của triều đình. Bây giờ Chỗ bí mật này do ông phụ trách, quận chúa trưởng thành rồi, không sao là tốt, không sao là tốt. Mông Sơn Minh xoa đầu nàng, liên tục cảm khái, hốc mắt cũng có chút ướt át. Trước đó nhận được tin của tiểu vương ra nên biết quận chúa sắp tới, còn đoán sớm nhất phải 2-3 ngày nữa mới có thể tới, không ngờ lại nhanh như vậy, không thể nghênh đón kịp thời rồi. Mông bá bá khách khí rồi, thương thục thanh lắc đầu, trước đó nàng cũng không ngờ lại có thể đến nhanh như vậy, may là cả đường như hữu đạo cõng nàng đi, lộ.